Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 74. Lúc đám người nói chuyện, Tiêu Phàm đem 900 người đưa vào trong không gian bí cảnh của Vạn Thánh Dược Các, bên trong có không ít hồn thú, để bọn họ đánh nhau với hồn thú ở trong đó. Ngoài ra, trong lòng Tiêu Phàm cũng có một chủ ý khác, sau này có thời gian điêu khắc một vài hồn điêu thú, như vậy thì có thể bổ sung việc hồn thú không đủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trầm ngâm nói trong lòng, xem ra cần phải thử đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ, nếu như có thể nắm giữ năng lực tát đậu thành binh, thất bát giai hồn điêu thú, căn bản sẽ không khó khăn như vậy. Ngoài ra, phải bố trí một trận pháp như Tịch Tĩnh Hải, có thể tôi luyện ý chí cùng năng lực phản ứng, cũng có thể tăng nhanh sức chiến đấu của bọn họ. Tiêu Phàm cũng không quan tâm tu vi của một người, là một sát thủ, vượt giai giết người là chuyện rất bình thường, huống chi, hắn nắm giữ tỏa hồn châu, cho dù là một phế vật, Tiêu Phàm cũng có cách biến hắn trở thành thiên tài. Công tử, về sau tất cả tu sĩ được coi trọng, có phải đều được vào trong đệ nhất lâu huấn luyện đúng không? Phong Lang hỏi. Trên lý luận đều có thể. Tu sĩ có thể tốt nghiệp thành công ở đệ nhất lâu đều là tinh anh tu la điệt, người không thể, cũng chỉ có thể làm một sát thủ bình thường, cho nên, vấn đề khảo hạch này, Dịch Bằng ngươi phải làm cho tốt. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, nếu xây dựng lại tu la điện, vậy sẽ phải đem tu la điện chế tạo thành tổ chức sát thủ chân chính, không chỉ là chiến hồn đại lục, mà là chư thiên vạn giới. Nếu như Tiêu Phàm đem ý nghĩ thực sự của bản thân nói cho bọn họ, đoán chừng đám người Phong Lang bọn đều ngạc nhiên đến há hốc mồm. Rõ, công tử, Dịch Bằng nhất định không phụ sự kỳ vọng. Dịch Bằng cung kính gật đầu, hắn đột nhiên cảm giác áp lực của bản thân rất lớn. Sư đệ, người còn chưa giới thiệu đệ nhất lâu lâu chủ cho chúng ta đâu. Huyết Vô Tuyệt cười cười nói, mọi người về sau chắc chắn sẽ liên lạc nhiều hơn, chúng ta còn phải nhờ cậy Dịch lâu chủ nhiều lắm. Kỳ thật không phải chỉ Huyết Vô Tuyệt cảm thấy hứng thú với Dịch Bằng, những người khác sao lại không chứ, bọn họ đều biết rõ tầm quan trọng của đệ nhất lâu, nhưng Tiêu Phàm lại đem đệ nhất lâu giao cho Dịch Bằng quản lý. Xem ra Dịch Bằng chắc chắn có chỗ hơn người thường, nhưng bọn họ dò xét Dịch Bằng một lúc lâu, cũng không phát hiện có bất cứ chỗ nào đặc biệt, cho dù là thực lực, chỉ là không yếu hơn bọn họ mà thôi. Một người như vậy, tại sao Tiêu Phàm lại để cho hắn đảm nhiệm chức lâu chủ đệ nhất lâu chứ? Đâu chỉ bọn họ, đến chính bản thân Dịch Bằng vẫn luôn khó hiểu, nhưng mà nhiệm vụ Tiêu Phàm giao cho hắn, hắn sẽ không chút do dự, dù thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành. Ta giới thiệu mọi người để làm quen với nhau đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó đem thân phận đám người đều giới thiệu một lần, Ảnh Phong cùng Phong Lang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Từ trong giới thiệu của Tiêu Phàm, bọn họ cũng không nhìn ra Dịch Bằng có cái gì xuất sắc, điều này khiến bọn họ càng thêm nghi hoặc. Hiện tại, ta cho các ngươi quyền lợi thu 10 người, mỗi người có một cái cửa thông vào không gian bí cảnh, nếu gặp nhân tài, tùy thời có thể đưa vào trong đó, cũng tiện cho các ngươi liên hệ. Tiêu Phàm lại nói, vẫn là công tử nghĩ chu đáo, về sau liền thuận tiện hơn rất nhiều. Đám người mừng rỡ, bọn họ sao có thể không biết, đây cũng là một loại phương pháp Tiêu Phàm bảo hộ bọn họ. Nếu như gặp phải đối thủ không thể chiến thắng, hoàn toàn có thể trốn vào bên trong không gian bí cảnh, đây cũng coi như là một tấm bảo mệnh phù. Tiêu Phàm quả thực đúng là nghĩ như vậy, sau đó hắn cho mỗi người một phương pháp mở cửa, hơn nữa phương pháp của mỗi người đều không giống nhau. Phương pháp đi vào không gian bí cảnh, chỉ cần bản thân các ngươi biết rõ là được. Tiêu Phàm nói ra, thực ra còn một điểm hắn không nói, chính là phương pháp tiến vào không gian bí cảnh, cho dù người khác biết cũng làm không được. Dịch Bằng, người đi trước đi, trong vòng 3 tháng, ta hy vọng nhìn thấy thành quả của việc huấn luyện, ngoài ra, điều lệ nghĩ xong thì đưa cho ta. Tiêu Phàm nhìn về phía Dịch Bằng nói. Rõ, công tử, Dịch Bằng gật gật đầu, sau đó đưa tay vung lên, trong không khí lập tức xuất hiện một cánh cửa, hiển nhiên là cánh cửa đi vào không gian bí cảnh của Vạn Thánh Dược Các. Sư tôn, ta có thể gia nhập đệ nhất lâu không? Lúc này, Hồ Đạo Duyên đột nhiên chủ động nói. Giọng nói có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ngươi không nói, ta cũng sẽ cho ngươi đi, vừa vặn, ngươi liền cùng Dịch Bằng đi vào đi. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lại nói, Dịch Bằng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, Phàm là người tiến vào đệ nhất lâu, không thể có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào. Ách, rõ,
Dịch Bằng sững sờ, sau đó liền hiểu ra, Tiêu Phàm xem ra là kỳ vọng rất nhiều vào Hồ Đạo Duyên, lúc huấn luyện không muốn hắn có bất kỳ điều gì thiên vị. Sau đó, Dịch Bằng mang theo Hồ Đạo Duyên rời đi, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Lãnh Thiếu Nhận cùng Diệp Trường Sinh, nói một chút về tình hình Bắc Vực cho ta biết. Diệp Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, hơn một năm rưỡi trước, Diêm La Phủ khởi tử hoàn sinh, mặc dù nhân số không nhiều như trước, nhưng thực lực lại tăng mạnh. Ta ở Bắc Vực 2 tháng, chạm trán mấy lần với người Diêm La Phủ, trong số bọn họ có không ít sát thủ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, xuất thủ cực kỳ quyết đoán tàn nhẫn, liên tục phá hủy 10 cứ điểm tu la điện của ta. Lúc ta chạy tới, đã không còn thấy tăm hơi, hoàn toàn không có dấu vết, có một lần thị huyết ở cùng ta, mới phát hiện ra tung tích của bọn chúng, đáng tiếc trong lúc giao phong, những người kia tự biết không địch lại, toàn bộ tự sát. Cho đến bây giờ, chúng ta không biết bất cứ cứ điểm nào của Diêm La Phủ, hiện tại, ta cho người đệ bát Diêm La Điện tạm thời rời khỏi Bắc Vực. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, Diêm La Phủ lúc trước không phải là bị chiến thần điện hủy diệt sao? Tại sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy chứ? Điện chủ, chúng thuộc hạ đã thương lượng một phen, trong lòng có một cái suy đoán. Lúc này, Lãnh Thiếu Nhận đột nhiên hít sâu một cái nói, Diêm La Phủ, vô cùng có khả năng đã thần phục chiến thần điện. Chỉ là suy đoán sao? Ý lạnh trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía, nếu quả thật là như vậy, vậy việc này có khả năng sẽ phiền phức hơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ hắn cần là chứng cứ, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta có 3 chứng cứ. Lãnh Thiếu Nhận trịnh trọng nói ra, thứ nhất, Bắc Vực là đại bản doanh của Diêm La Phủ, năm đó chiến thần điện xuất thủ, quan tâm trọng điểm hẳn là Bắc Vực mới đúng, mà hiện tại, Diêm La Phủ lại khôi phục ở Bắc Vực, rõ ràng là chiến thần điện chỉ đánh cho có lệ. Nói tiếp, Tiêu Phàm híp hai mắt. Điểm thứ hai, Diêm La Phủ trước đây mặc dù thực lực tuy mạnh, nhưng chủ yếu dựa vào nhân số đông đảo, mới có thể hoàn toàn áp chế La Sinh Môn cùng Huyết Lâu. Dù là thu phục La Sinh Môn cũng là bởi vì quan hệ đặc thù giữa La Sinh Môn môn chủ cùng Diêm La Phủ phủ chủ. Nhưng mà hiện tại, tu sĩ chiến thánh cảnh Diêm La Phủ lại cực kỳ nhiều, hơn nữa, đám người giao phong cùng Diệp Trường Sinh, bản lĩnh ẩn tàng cũng chẳng ra làm sao, chỉ là mỗi lần xuất kích đều là bất ngờ mà thôi. Nói cách khác, bọn chúng cũng không phải là sát thủ, trong thiên hạ, cũng chỉ có chiến thần điện mới có thể cung cấp nhiều chiến thánh cảnh cường giả như vậy cho Diêm La Phủ. Trong mắt Lãnh Thiếu Nhận xẹt qua ý lạnh. Ngừng lại, tiếp tục nói, điểm thứ ba, theo người chúng ta điều tra, có người từng thấy Diêm La Phủ phủ chủ xuất hiện ở Thiên Thần Phong, hơn nữa vô cùng có khả năng đã đột phá chiến thần cảnh. Lúc nói đến điểm thứ ba, ánh mắt Tiêu Phàm vốn dĩ còn chút nghi ngờ, đã trở thành cực kỳ khẳng định, trầm giọng nói, Diêm La Phủ cũng không phải là thần phục chiến thần điện, mà là đã hoàn toàn thuộc về chiến thần điện. Cũng khó trách Tiêu Phàm chắc chắn như thế, trong thiên hạ, có vẻ như cũng chỉ có chiến thần điện nắm giữ thần lực chi tinh, nếu như chiến thần điện dùng thần lực chi tinh dụ hoặc Diêm La Phủ phủ chủ, hắn ta nhất định sẽ đáp ứng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng khó che đậy sự hoảng sợ trong mắt, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói, xem ra. Chiến thần điện không chỉ muốn khống chế chiến hồn đại lục ở ngoài sáng, mà còn muốn âm thầm khống chế chiến hồn đại lục trong tối. Chiến thần điện quả thật có dã tâm rất lớn. Ánh mắt Huyết Vô Tuyệt băng lãnh, hắn có cừu hận khắc cốt đối với Diêm La Phủ. Dã tâm lớn là điều tất nhiên, nhưng mà, Diêm La Phủ muốn khống chế Bắc Vực, còn phải hỏi ý kiến của Tu La Điện ta. Lãnh quang trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía, lập tức nói, các huynh đệ. Xem ra rượu này phải để sau uống rồi. Cơ hội cùng uống rượu chúng ta có rất nhiều. Ảnh Phong nói, công tử, có cần chúng ta đi cùng không? Không cần, ta tự mình đi một chuyến, mọi người quản lý tốt việc của mình là được. Từ bây giờ trở đi, Tu La Điện chính thức tuyên chiến với chiến thần điện, lấy Diêm La Phủ khai đao đầu tiên. Tiêu Phàm lắc đầu, giọng nói không cho phép phủ định. Đám người còn muốn nói gì đó. Nhưng biết rõ Tiêu Phàm tâm ý đã quyết. Đúng rồi, công tử, theo tin tình báo đáng tin cậy, thần kiếp chi địa chúng thần mộ địa trong vòng nửa năm có khả năng mở ra, đến lúc đó, các cường giả của cổ tộc đều sẽ tiến vào thần kiếp chi địa. Lãnh Thiếu Nhận giống như đột nhiên nhớ ra gì đó. Chúng thần mộ địa,
Tiêu Phàm cau mày, lướt qua tu la truyền thừa một cái, ngay sau đó vô số tin tức truyền vào trong đầu hắn. Chúng thần mộ địa, chính là một mảnh tử địa của thần kiếp chi địa, nơi đó đã từng là chiến trường lớn nhất thời cổ, về sau bị chiến thần điện điện chủ dùng thủ đoạn phong ấn trong một khu vực. Nghe đồn, bên trong chúng thần mộ địa, không chỉ có thần thi, còn có thần linh tinh, thậm chí còn có dị tộc, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà dù vậy, tu sĩ chiến hồn đại lục vẫn chạy theo như vịt, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để đa số tu sĩ có thể đột phá chiến thần cảnh. Trong thời gian ngàn năm nay, từ 500 năm chúng thần mộ địa tổng cộng mở ra 5 lần, gần như là trăm năm một lần. Mỗi một lần đều có rất nhiều tu sĩ chiến thánh cảnh đi vào trong đó, thậm chí chiến thần cảnh cũng có khả năng tiến vào, hơn nữa mỗi lần đều có không ít người đột phá chiến thần cảnh, nhưng mà, phàm là người đột phá chiến thần cảnh, tất cả đều gia nhập chiến thần điện. Nhìn thấy những tin tức này, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ, xem ra lại là cục diện do chiến thần điện thiết kế ra, càng âm hiểm hơn Lâu Lan cổ địa, hắn đây là muốn nô dịch tất cả tu sĩ chiến thần cảnh. Công tử, tu la điện ta sớm muộn sẽ có người đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, còn nửa năm thời gian, có lẽ chúng ta cũng có thể đi vào liều mạng. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói. Thời gian nửa năm có lẽ hơi gấp, nhưng mà không nên đánh mất một cơ hội tốt, nếu như có thể có được thần lực chi tinh, đột phá chiến thần cảnh sẽ có hy vọng. Mộ Dung Tuyết cũng cười nói. Sư thúc, ta thề, trong thời gian nửa năm này sẽ cố gắng đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, sư thúc đừng bỏ rơi ta. Bắc Thần Phong vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt nhìn Bắc Thần Phong một cái tên gia hỏa này không phải lười bình thường, dù vậy, cũng đã đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Người khác Tiêu Phàm có lẽ không tin, nhưng Bắc Thần Phong nói thời gian nửa năm đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn thật đúng là có khả năng làm được. Nếu như các ngươi chỉ muốn nắm giữ thần lực chi tinh, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, trong bàn tay, ở trước người Tiêu Phàm, bỗng nhiên xuất hiện từng viên tinh thể sáng lấp lánh. Thần lực chi tinh, đám người trợn to hai mắt, đều là vẻ không thể tin. Trong mắt bọn họ, thần lực chi tinh là sự tồn tại muốn có được nhưng lại không thể đạt được, nhưng mà hiện tại, ngay trước mặt bọn họ, lại xuất hiện tổng cộng 9 viên. Kỳ thật thần lực chi tinh Tiêu Phàm có tận hơn 20 viên, nhưng mà hắn không có dự định luyện hóa thần lực chi tinh. Điện chủ, thần lực chi tinh này thực sự cho chúng ta. Lần này người mở miệng nói chuyện là Lưu Ly, đôi mắt xinh đẹp của nàng lấp lóe, hận không thể lập tức đem thần lực chi tinh nắm trong tay. Đám Ảnh Phong cùng Phong Lang cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nếu như có thể luyện hóa thần lực chi tinh, chính là có thể đột phá chiến thần cảnh. Các ngươi muốn... Tiêu Phàm trêu tức nhìn đám người, nhìn thấy đám người gật đầu, Tiêu Phàm lại nói, ta có thể cho các ngươi, nhưng mà ta phải cảnh cáo các ngươi trước. Đám người nghiêm túc, thần sắc bỗng nhiên nghiêm nghị hơn, bọn họ chưa từng thấy Tiêu Phàm nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Luyện hóa thần lực chi tinh, chỉ cần luyện hóa áo nghĩa cùng thần lực trong đó là có thể đột phá chiến thần cảnh, như vậy tất nhiên là đường tắt, nhưng nó vẫn có một điểm xấu. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm nói ra. Điểm xấu gì, Diệp Trường Sinh không cần nghĩ ngợi hỏi. Điểm xấu chính là, chủ nhân vốn dĩ của thần lực chi tinh này đạt tới cảnh giới gì, các ngươi về sau trên cơ bản cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới đó, muốn siêu việt hơn là cực kỳ khó khăn. Ánh mắt Tiêu Phàm quét qua đám người Ảnh Phong. Ngừng lại, hắn đem chộp một viên thần lực chi tinh vào trong tay, nói, ví dụ như... Chủ nhân cũ của viên thần lực chi tinh này, chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, sau khi các ngươi luyện hóa, dù tiềm năng của các ngươi không phải là chiến thần cảnh trung kỳ, cuối cùng vĩnh viễn cũng chỉ có thể đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, muốn tiến thêm một bước, muôn vàn khó khăn, như thế các ngươi còn cần không? Những tin tức này, Tiêu Phàm lấy được từ bên trong tu la truyền thừa, đây cũng là nguyên nhân hắn không luyện hóa thần lực chi tinh, bằng không, Tiêu Phàm bây giờ liền có thể đột phá chiến thần cảnh. Thế gian vạn vật, có mất có được, vĩnh viễn ở trong một thế cân bằng, con đường tu luyện, căn bản không có đường tắt, cái gọi là đường tắt kia cũng phải trả một cái giá rất lớn. Mà cái giá phải trả này, đối với đa số người là không thể tiếp nhận. Đúng như Tiêu Phàm nói, nếu như muốn không ngừng đột phá chiến thần cảnh, luyện hóa thần lực chi tinh là được, nhưng từ đó về sau, cả đời cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh phong, sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Tiêu Phàm lấy ra nhiều thần lực chi tinh như vậy, lại nói với mọi người nhiều như vậy, cũng chỉ là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ mà thôi. Con người của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Đại Diêm La, rất muốn biết rõ ý nghĩ chân thực trong nội tâm của bọn họ. Công tử, ta không muốn thần lực chi tinh, ta muốn tự mình đột phá. Ảnh Phong không chút do dự nói ra, trước đây thiên phú của hắn chỉ dừng lại ở chiến đế cảnh, là Tiêu Phàm cho hắn hy vọng, bây giờ đã đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, mục tiêu của Ảnh Phong đã sớm vượt qua chiến thần cảnh. Nhưng mà, hắn không muốn khiến bản thân thất vọng, càng không muốn khiến Tiêu Phàm thất vọng, cho nên hắn dứt khoát từ bỏ thần lực chi tinh. Ta cũng không muốn thần lực chi tinh, ta cũng vậy, Phong Lang, Huyết Vô Tuyệt, Lãnh Thiếu Nhận đồng thời lắc đầu, chỉ có Lưu Ly có chút do dự, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người nàng. Lưu Ly có chút khiếp đảm, hít sâu một cái nói, điện chủ, ta chỉ dựa vào chính mình có thể đột phá chiến thần cảnh sao? Ta không muốn liên lụy mọi người, nhưng ta lại muốn cả đời cống hiến sức lực cho điện chủ. Nói đến đây, mặt Lưu Ly có chút đỏ lên, Tiêu Phàm ngược lại lơ đễnh nói, nếu như ngươi không có lòng tin đối với chính mình, không ai cho ngươi sự tự tin được. Tiêu Phàm trong lòng lại nghĩ càng nhiều hơn, Lưu Ly lý tính hơn rất nhiều so với những người khác, dù sao đột phá chiến thần cảnh không phải dễ dàng như vậy. Lưu Ly bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt có chút tỏa sáng, cực kỳ khẳng định nói, bây giờ ta không cần thần lực chi tinh, nếu như ta không thể đột phá mà liên lụy mọi người, xin điện chủ thu hồi Diêm La chi vị của ta. Nghe nói như thế, tất cả đám người đều nhìn Lưu Ly bằng con mắt khác. Người vốn dĩ xem thường Lưu Ly cũng bắt đầu coi trọng. Ngươi cũng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt hơn so với ta tưởng tượng. Tiêu Phàm cho Lưu Ly một ánh mắt tín nhiệm, những người này, trừ Lưu Ly ra, những người khác đều cùng hắn vào sinh ra tử, cũng khó trách Lưu Ly sẽ hoài nghi bản thân. Nhưng mà, khảo nghiệm lần này, Tiêu Phàm vẫn là tương đối hài lòng, dù sao, kế hoạch phát triển Tu La Điện, không chỉ ở trước mắt. Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận đúng lúc nói tránh đi, điện chủ, vậy chúng thần mộ địa, chúng ta có đi không? Đi, tại sao không đi? Nghe được câu hỏi của Lãnh Tiếu Nhận, Tiêu Phàm không chút do dự nói, cho dù chúng ta không được luyện hóa thần lực chi tinh, cũng có thể cho những người khác sử dụng a. Tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của Tiêu Phàm, dù sao cũng không phải là ai cũng có thể đột phá chiến thần cảnh, bao gồm tất cả Cửu Đại Diêm La. Tự tin tất nhiên là một mặt. Nhưng cơ duyên cũng là một mặt khác, cho dù là Tiêu Phàm, cũng không có đủ tự tin nhất định có thể đột phá chiến thần cảnh, chí ít hắn không nói ra được lời nói hùng hồn như vậy. Nhưng mà, nếu như ngay cả tự tin đều không có, tuyệt đối không có khả năng đột phá chiến thần cảnh, trừ phi vận may từ trên trời rơi xuống. Cho nên, đã có cơ hội có được thần lực chi tinh, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua, bọn hắn có lẽ không cần, nhưng có thể cho những người khác của Tu La Điện dùng. Còn thời gian nửa năm, mọi người chuẩn bị đi. Tiêu Phàm lại nói, thời gian rất gấp gáp, khoảng thời gian tiếp theo, ta trước tiên phải xử lý việc của Diêm La Phủ, như vậy mới có thể an tâm mà đi. Công tử, vậy chúng ta cáo từ. Đám người gật đầu. Diệp Trường Sinh, Vân Khê, Phong Lang, Mộ Dung Tuyết ở lại, còn có vài việc nhỏ nói với các ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, đám người rời đi, chỉ có 4 người bị Tiêu Phàm gọi ở lại. Lúc 4 người đang nghi hoặc, Tiêu Phàm đột nhiên nói với Vân Khê, Vân Khê, ta đã gặp Vân Phán Nhi. Muội ấy ở đâu? Vân Khê kích động có chút không biết phải làm sao. Tiêu Phàm nói lại một lần việc gặp Vân Phán Nhi, trái tim luôn lo lắng của Vân Khê, cũng rốt cục yên tâm. Người yên tâm, chắc chắn người rất nhanh có thể gặp được nàng ấy. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Vân Khê. Đa tạ công tử. Vân Khê cung kính gật gật đầu. Sau đó hóa thành một vệt sáng lao về hướng chân trời, biết rõ Vân Phán Nhi không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng Vân Khê rốt cục buông xuống. Phong Lang, người ở lại Đông Vực, đến lúc đó đi Hải Cảng Thành tìm một người tên Hồ Mạnh Nhiên, nhân xưng Hồ Lão Ngũ, chuyện cụ thể, hắn sẽ tìm ngươi thương lượng, nửa năm sau gặp lại. Tiêu Phàm lại nói, rõ, công tử. Phong Lang gật đầu, cũng hướng về chân trời lao đi. Cuối cùng. Chỉ còn lại Tiêu Phàm, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh đứng ở cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi. Đi Bắc Vực với ta. Tiêu Phàm vẫy tay với đám Tiểu Kim, không nói thêm điều gì,
liền lao về hướng chân trời. Vốn dĩ hắn còn định về cổ tộc Sở ra một chuyến, nhưng mà nghĩ lại vẫn là thôi đi, thời gian cho hắn không nhiều, thời gian nửa năm có thể giải quyết vấn đề Diêm La Phủ hay không, còn chưa có điều gì chắc chắn. Thiên vực chạy tới Bắc vực, với tốc độ của bọn họ, ít nhất cũng phải mất nửa tháng, hơn nữa còn là không phát sinh bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Ba ngày sau, đám người Tiêu Phàm rốt cục bước vào phạm vi linh vực, cũng đúng lúc đó, chân trời đột nhiên rung động ầm ầm, giống như từng viên thiên thạch đập vào bề mặt chiến hồn đại lục vậy. Không khí chuyển động, mặt đất lắc lư, một cỗ sóng to gió lớn quét sạch bốn phương, giống hệt ngày tận thế đã đến vậy. Công tử nhìn kìa, Mộ Dung Tuyết đột nhiên chỉ về phía chân trời cả kinh kêu lên. Không cần Mộ Dung Tuyết nói, Tiêu Phàm đã cảm nhận được, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuối chân trời, một viên lưu tinh to lớn rơi xuống, xông thẳng về hướng chiến hồn đại lục. Một khi đập xuống, đoán chừng nửa vực đều bị tiêu hủy, vô số sinh linh sẽ chết thảm. Nhưng mà, vượt quá dự kiến của bọn họ là, tốc độ của lưu tinh kia đột nhiên chậm xuống, cuối cùng lơ lửng ở cuối chân trời, giống như một cái phù đảo to lớn vậy, mênh mông vô biên, chí ít cũng phải rộng mấy vạn dặm. Nếu như tới gần thêm, ánh sáng dưới mặt đất sẽ chịu ảnh hưởng, cũng may cái phù đảo kia cũng không tiếp tục rơi xuống. Cái kia là thứ gì? Diệp Trường Sinh kinh ngạc nhìn không trung, hắn trong nháy mắt nghĩ đến Vô Song Thánh Thành, phù đảo này cùng Vô Song Thánh Thành, không hề có chút khác biệt nào cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm cau mày, giống như nhìn thấu trời đất, lúc này mới phun ra một câu, cái này hẳn là cổ địa. Cổ địa, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết nghi hoặc không thôi, sau đó trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở ra trong tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc phù, thúc một cái, bên trong truyền đến một tiếng nói, công tử, các đại cổ tộc xuất thế. Cổ tộc xuất thế, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến thân ảnh những chiến thần cảnh linh hồn chi thể như Sở Thiên Minh. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đã thần hồn quy vị, chuẩn bị dẫn theo gia tộc của mình, phản kích chiến thần điện sao? Tiêu Phàm lắc đầu. Bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất để phản kích, các đại cổ tộc xuống dốc mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, mà chiến thần điện lại là đang không ngừng mạnh lên. Dù là hơn 100 chiến thần cảnh như Sở Thiên Minh cũng chưa hẳn là đối thủ của chiến thần điện, mấu chốt là còn có cửu U Ma Chủ, đây mới là địch nhân lớn nhất. Không sai, trừ thần vực không có cổ tộc ra, cổ tộc của các vực khác liên tục xuất thế, cổ tộc cổ địa tất cả đều lơ lửng ở trên chân trời các vực, từ xa nhìn lại. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói. Ta biết rồi. Tiêu Phàm nói xong một câu, liền thu hồi truyền âm Ngọc Phù. Đối với Lãnh Tiếu Nhận trong thời gian ngắn như vậy truyền đến những tin tức này, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ hài lòng. Điều này chứng tỏ Tu La Điện đã có thể nhanh chóng nắm bắt tin tức các khu vực khác. Công tử, cổ tộc tại sao sẽ đột nhiên xuất thế? Bây giờ chiến thần điện độc tài, bọn họ trắng trợn như vậy, chẳng phải là khiêu khích chiến thần điện sao? Mộ Dung Tuyết nói ra, đây không phải chuyện tốt sao? Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục chạy đi. Nếu như các đại cổ tộc có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng chiến thần điện, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như bọn họ gia nhập chiến thần điện, đối với Tu La Điện cùng chiến hồn đại lục mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tiêu Phàm chỉ hy vọng, những cổ tộc này có thể giữ vững lời thề đồng minh vạn năm trước. Một ngày này, tin tức cổ tộc xuất thế lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh quét sạch toàn bộ chiến hồn đại lục, khắp nơi đều đang nghị luận việc cổ tộc xuất thế. Mấy ngày sau, đám Tiêu Phàm xuất hiện ở một trong một thành trì phồn hoa, mấy người ngồi ở vị trí cửa sổ của một quán rượu, liếc nhìn một cái, cảnh sắc cả tòa thành trì tất cả đều in vào trong đầu. Cửu Tiêu lâu này, có mùi vị giống Thiên Thánh lâu ở Sở Gia cổ thành. Tiêu Phàm bưng một ly trà, cười cười nói. Cửu Tiêu lâu là kiến trúc tiêu biểu của Cửu Tiêu Thánh Thành. Nhưng mà so sánh với cổ thành vẫn không thể nào bằng. Ánh mắt Mộ Dung Tuyết thỉnh thoảng nhìn về một hướng trong thành, đáy mắt lóe qua một tia băng lãnh. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết vẫn còn hận Cửu Tiêu cung Mộ Dung gia tộc, lúc ấy nếu như không phải Cửu Tiêu cung Mộ Dung gia tộc ngầm đồng ý, gia tộc của Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không bị Diêm La Phủ cùng Lôi ra hủy diệt. Mấy năm này, hắn vẫn luôn thu thập tin tức của Mộ Dung gia tộc, vốn chuẩn bị trong thời gian này báo thù. Nhưng mà không nghĩ tới Mộ Dung gia tộc cổ tộc xuất thế.
Hắn biết rõ, với thực lực hiện tại của hắn mà muốn báo thù, là không có khả năng, hắn đành phải đem phần cừu hận này chôn sâu trong lòng. Công tử, chúng ta tới đây làm cái gì? Diệp Trường Sinh hỏi. Tiêu Phàm không phải nói muốn đi Bắc Vực giải quyết vấn đề Diêm La Phủ sao? Sao đột nhiên chạy tới Cửu Tiêu Thánh Thành? Tuy nói là đi ngang qua, nhưng là không cần thiết lãng phí mấy ngày này à? Tiêu Phàm lại là cười thần bí, nói ăn no chưa? No bụng rồi, liền cùng ta đi đòi nợ. Đòi nợ, hai người Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết vẻ mặt mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Phàm. Mà Thạch Thánh lại la ầm lên, Tiêu lão đại, có cần tay chân đi theo không, thu phí theo giờ, một canh giờ chỉ cần 10 khối thần thạch. Còn có ta chỉ cần 5 khối thần thạch. Sở Phiền cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hai tiểu gia hỏa kêu to lên. Tiêu Phàm chán đầy hắc tuyến, hai tiểu gia hỏa này bị nghiện rồi, bình thường thích làm vài chuyện mờ ám, vừa mới vào Cửu Tiêu Thánh Thành không bao lâu, không biết có bao nhiêu hồn giới bị bọn nó cướp rồi. Nhìn thấy 10 ngón tay của bọn nó mang đầy hồn giới, Tiêu Phàm cũng rất muốn đánh bọn nó một trận, nhưng mà nghĩ lại ở thời khắc mấu chốt, Sở Phiền cũng coi như là xuất lực giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng liền tha cho bọn nó một lần. Thần thạch không có, muốn mạng thì có một cái. Tiêu Phàm hung dữ chừng bọn nó một cái. Cũng không phải Tiêu Phàm hẹp hòi, thần thạch trên người hắn không đủ để nuôi sống Tu La Điện, đừng nói 10 viên, chính là một viên hắn cũng không nỡ. Tu sĩ bốn phía nghe thấy bọn Tiêu Phàm nói chuyện về thần thạch, không khỏi quăng tới ánh mắt xem thường, không thể không nói, bọn Tiêu Phàm ăn mặc quá bình thường, hơn nữa đối phương nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, tất nhiên cũng không cho rằng bọn họ là cao thủ gì. Người như vậy, sao có thể có thần thạch trong truyền thuyết chứ? Bữa này, Sở Phiền mời. Tiêu Phàm cười ha ha, dẫn đầu đứng dậy, liền dẫn đầu ra khỏi quán rượu. Sở Phiền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hung dữ quơ quơ nắm tay nhỏ, Thạch Thánh ngồi ở trên bờ vai Sở Phiền, nói, nếu không hai người chúng ta đoạt hồn giới của Tiêu lão đại. Nghe vậy, Sở Phiền không khỏi rút rút cổ, nói, mỗi lần chịu thiệt đều là ta, muốn cướp ngươi đi cướp. Sau đó lấy ra một đống hồn thạch ném lên bàn, liền vội vàng đi theo Tiêu Phàm. Lúc này, bọn Tiêu Phàm xuất hiện trên không trung, mấy người không ngừng bay về hướng chân trời, trên đỉnh đầu bọn họ. Lơ lửng một tòa phù đảo to lớn, bọn họ tới gần, rốt cục mới thấy rõ ràng sự to lớn của tòa phù đảo này. Nhưng mà, đám người lại không phải chấn kinh vì sự to lớn của phù đảo, mà là chấn kinh vì thế lực ở trên tòa phù đảo này, đây chính là đại bản doanh của cổ tộc Mộ Dung. Mấy người cứ vậy tùy tiện xông vào, lại nghĩ đến lời nói trước đó của Tiêu Phàm, đám người không khỏi run run, dù là Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng chẳng tốt đẹp gì, hai đứa bọn nó cũng biết rõ. Đám lão bất tử chiến thần cảnh của cổ tộc này rất có thể đã quy vị. Mấy người đi Mộ Dung cổ tộc đòi nợ, đây không phải muốn chết sao? Đến lúc đó, nếu như đối phương không thèm nể mặt mũi, giận dữ trực tiếp diệt bọn hắn cũng khó nói. Sở Phiền, nếu không hai người chúng ta chạy trốn đi. Thạch Thánh nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Sở Phiền. Chớ nóng vội, Mộ Dung gia tộc lão bất tử còn thiếu Tiêu đại ca nhân tình đấy, đoán chừng sẽ không động thủ. Sở Phiền mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Khẩn trương nhất vẫn là Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, cổ tộc cường đại đã đi sâu vào lòng người, những người như bọn họ sẽ là đối thủ của người cổ tộc Mộ Dung gia tộc sao? Công tử, chúng ta phải đi Mộ Dung cổ tộc, Mộ Dung Tuyết rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, nuốt nước miếng. Mặc dù hắn rất muốn diệt Cửu Tiêu cung của Mộ Dung gia tộc để báo thù, nhưng nếu như giao phong với Mộ Dung cổ tộc, hắn tạm thời không có dũng khí này. Phương hướng này không phải đi Mộ Dung cổ tộc sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Hai người Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh không còn gì để nói. Hai người có một loại xúc động muốn thổ huyết. Nếu như là người khác nói như vậy, hai người đoán chừng sẽ trực tiếp tát cho một cái. Nhưng mà là Tiêu Phàm, hai người từ đáy lòng tin tưởng hắn, tất nhiên sẽ không hoài nghi gì. Lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại. Con ngươi trở nên băng lạnh, ta Tiêu Phàm, cho tới bây giờ sẽ không để cho huynh đệ của ta bị ức hiếp, trước kia không có thực lực ta không dám nói khoác lác, nhưng mà hiện tại, ta có thể thay ngươi đòi lại cái công đạo này. Công tử, trong lòng Mộ Dung Tuyết ấm áp, cảm kích nhìn Tiêu Phàm, hắn sao có thể không hiểu lời nói của Tiêu Phàm chứ?
Tiêu Phàm đây là chuẩn bị hướng Mộ Dung cổ tộc đòi một cái công đạo cho hắn, thế nhưng, thực lực của Tiêu Phàm có thể dung chuyển Mộ Dung cổ tộc sao? Diệp Trường Sinh nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tiêu Phàm lại khác rất nhiều, nếu như trước đó ánh mắt nhìn Tiêu Phàm còn mang theo một tia hờ hững, vậy thì hiện tại, trong lòng hắn có chút kính nể. Khó trách nhiều người như vậy nguyện ý theo Tiêu Phàm, cũng không phải thực lực của hắn cường đại thế nào, thiên phú tuyệt luân thế nào, mà là hắn thật tâm đối đãi với huynh đệ. Rất nhanh, mấy người liền xuyên qua hồn giới, bước vào phù đảo, sau đó nhanh chóng bay về hướng chân trời. Sau nửa canh giờ, một tòa cổ thành rộng lớn nguy nga xuất hiện ở trước mặt đám Tiêu Phàm. Dừng lại, lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, một đội tuần tra mặc hắc sắc chiến giáp nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt đem bọn Tiêu Phàm vây ở giữa. Xin lấy ra lệnh bài. Đội trưởng đi đầu nhìn kỹ đám Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Không có lệnh bài. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Các ngươi không phải người Mộ Dung cổ thành. Đội trưởng ngữ khí trở nên lạnh hơn không ít, khoát tay một cái nói, nể mặt các ngươi lần đầu vi phạm, nhanh chóng rời đi, cổ thành còn chưa mở ra, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Người trẻ tuổi, các ngươi may mà gặp phải chúng ta, bằng không thì cho dù không chết cũng bị lột ra. Một binh lính tuần tra khác đạm mạc quét qua đám Tiêu Phàm. Thái độ của những binh lính tuần tra này, khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng hắn lại có chút ngượng ngùng. Cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người chuẩn bị rời đi, sau đó đi vào từ một chỗ khác của cổ thành. Dừng lại, đột nhiên, đội trưởng đội tuần tra kia kêu lên, điều này khiến Tiêu Phàm nghi hoặc. Chỉ thấy đội trưởng đội tuần tra kia đột nhiên xoa xoa đầu ngón tay, âm hiểm cười nói cứ như vậy muốn rời đi. Cũng không được bày tỏ thành ý một chút, còn muốn lão tử nhắc nhở ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới hiểu ra, thái độ vừa rồi của đám người này thì ra là giả, chỉ là muốn lấy một ít hồn thạch hoặc là bảo bối khác mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát không đi, trên mặt lộ ra tiếu dung tà tứ, kỳ thật, ta tới cổ thành là có chút việc. Nếu như mấy vị có thể dàn xếp một chút, đó là không thể tốt hơn, mấy vị muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng, cam đoan khiến mấy vị hài lòng. Chuyện gì, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, chúng ta giúp ngươi lại như thế nào chứ? Đội trưởng đội tuần tra ánh mắt hơi sáng lên. Cũng không có gì, chỉ là Mộ Dung gia tộc thiếu nợ ta 100 vạn cực phẩm hồn thạch, nếu như các ngươi có thể đòi về giúp ta, ta cam đoan đưa cho các ngươi 1/10. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn mấy người nói. Người trẻ tuổi, người dám đùa chúng ta. Đội trưởng đội tuần tra nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Để hắn đi Mộ Dung gia tộc đòi nợ. Đừng nói 100 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù là 100 hạ phẩm hồn thạch, bọn hắn cũng không dám mở miệng, đây quả thực không khác gì đi tìm cái chết. Trong mắt mấy người, Tiêu Phàm rõ ràng là đang đùa bọn hắn sao có thể bình tĩnh được chứ? Đội trưởng. Làm thịt bọn chúng. Một sĩ binh trong đó phẫn nộ nói, dẫn đầu đánh về phía đám Tiêu Phàm. Xem ra, các ngươi không lấy được chỗ tốt này. Tiêu Phàm vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn mấy người, cũng đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh đồng thời động. Sau một lát, vị trí cửa thành cổ thành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đám người bay ra, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Trên mặt đất, mấy thân ảnh đang nằm. Chính là đám người của đội trưởng tuần tra vừa mới bắt chẹt bọn Tiêu Phàm. Tiếng vang cực lớn trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của không ít người, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa thành, lại nhìn thấy mấy thân ảnh đang từ từ đi vào cửa thành. Người cầm đầu, chính là Tiêu Phàm, Tiểu Kim theo sát bên người Tiêu Phàm, Thạch Thánh, Sở Phiền, Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh lần lượt đứng ở hai bên Tiêu Phàm. Bọn họ là ai, cũng dám động thủ với đội ngũ tuần tra. Không muốn sống sao? Có người lên tiếng. Đám người kinh hãi nhìn đám Tiêu Phàm, bình thường đánh nhau ở cổ thành không ít, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy ai dám đánh đội ngũ tuần tra. Phải biết, đội ngũ tuần tra chính là đại diện cho sức mạnh của Mộ Dung cổ thành, đây là đang khiêu khích Mộ Dung cổ thành, dù là những tu sĩ dòng thứ của Mộ Dung gia tộc cũng không dám làm như vậy. Các ngươi dám động thủ với chúng ta? Đội trưởng đội tuần tra gian nan đứng dậy, hung dữ nhìn đám Tiêu Phàm nói, các ngươi đang khiêu khích Mộ Dung cổ thành đấy, ta cho các ngươi biết, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Một tiếng,
một vệt sáng xẹt qua, chỉ thấy Thạch Thánh một cước giẫm trên L âm ngực của đội trưởng kia, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, trong thân thể truyền đến tiếng xương đứt gãy. Là các ngươi động thủ trước, nếu như không phải Tiêu lão đại không cho ta đại khai sát giới, các ngươi căn bản không sống tới bây giờ. Thạch Thánh hung dữ nhìn đội trưởng đội tuần tra nói. Đưa chúng ta đi gặp dòng chính Mộ Dung gia tộc, chúng ta chỉ là đến đòi nợ, lấy xong nợ, lập tức sẽ rời đi. Tiêu Phàm cực kỳ bình thản nói. Đòi nợ, đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng rung động kịch liệt. Dám đến Mộ Dung cổ tộc đòi nợ, đây tuyệt đối là người đầu tiên, rất nhiều người nhìn Tiêu Phàm như nhìn kẻ ngu, lời như vậy cũng dám nói ra. Nếu như Mộ Dung cổ tộc dòng chính nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ gì, đoán chừng đều bị tức điên rồi. Đi, Thạch Thánh một cước đá vào ngực đội trưởng đội tuần tra, đội trưởng đội tuần tra toàn thân đau đớn muốn nứt, phẫn nộ nhìn Tiểu Kim, nhưng lại không dám cãi lại. Hắn ôm ngực, chậm rãi đứng dậy, nâng bước chân trầm trọng đi vào bên trong cổ thành. Tu sĩ bốn phía thấy thế, không ít người lộ ra vẻ phẫn nộ, những người này đoán chừng đều là người Mộ Dung gia tộc, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Các hạ cũng quá phách lối đi, dám đến Mộ Dung cổ tộc ta quấy rối, người có biết hậu quả là gì không? Rốt cục có một nam tử đi ra, hung dữ nhìn về phía Tiêu Phàm. Ba, đáp lại hắn chỉ có một bàn tay, Mộ Dung Tuyết đem người mở miệng nói chuyện trực tiếp đánh bay, việc đã đến nước này, Mộ Dung Tuyết cũng không thèm đếm xỉa. Tát xong một cái tát này, sự khẩn trương trong lòng Mộ Dung Tuyết cũng biến mất không thấy gì nữa. Những người khác chuẩn bị mở miệng nhìn thấy một màn này, lập tức ngừng lại, bọn hắn không muốn trước mặt nhiều người như vậy bị tát bay. Ta rất gấp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thời gian đối với hắn quả thực rất quý giá, đến nơi này, hắn cũng chỉ là thuận tiện giải quyết việc mà thôi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, đội trưởng đội tuần tra vốn còn ôm một tia may mắn, nhưng mà một cái tát của Mộ Dung Tuyết trực tiếp đánh nát sự may mắn của hắn. Hắn và một vài tu sĩ khác rốt cuộc hiểu rõ, đối phương vì sao dám trắng trợn đến Mộ Dung cổ thành quấy rối như thế, nhất định là có chỗ dựa. Đám người bọn họ sao có thể là đối thủ của hắn? Hiện tại có thể làm, chỉ có chờ cường giả của Mộ Dung gia tộc chạy đến trấn áp bọn chúng, bọn hắn tin tưởng, tin tức ở nơi này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai Mộ Dung dòng chính. Đội trưởng đội tuần tra hít sâu một cái, ôm ngực, dọc theo đường đi bước nhanh lên. Mang theo hắn, để hắn chỉ đường cho chúng ta. Tiêu Phàm lười để ý tới ánh mắt của đám người, lách mình vọt về hướng chân trời, Mộ Dung Tuyết kéo đội trưởng đội tuần tra lên, vội vàng đi theo. Bọn họ sẽ không thực sự xâm nhập bản gia đi. Tam ca, anh vợ của huynh không phải là hộ vệ của sở gia bản gia sao, đợi tí nữa hỏi một chút chẳng phải biết sao. Những người này rốt cuộc là ai, những cái khác không nói, lá gan quả thực không phải nhỏ. Mấy người liền dám xông vào cổ thành. Đám người nhìn qua hướng đám Tiêu Phàm rời đi, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tốc độ của bọn Tiêu Phàm rất nhanh, đại khái khoảng nửa canh giờ sau, dưới sự hướng dẫn của đội trưởng đội tuần tra, mấy người đã đến trước một tòa phủ đệ. Nơi này chính là bản gia Mộ Dung gia tộc, Tiêu Phàm nhìn đội trưởng đội tuần tra sắc mặt ảm đạm nói. Đội trưởng gật đầu. Mộ Dung Tuyết chỉ bảng hiệu nói, công tử, hắn hẳn là không nói dối, Mộ Dung gia tộc bởi vì phân nhánh quá nhiều, mặc dù có rất nhiều Mộ Dung phủ, nhưng phía dưới góc bên phải của bảng hiệu, đều sẽ viết, chi mạch, hai chữ. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, cái bảng hiệu kia quả nhiên không có hai chữ chi mạch, gật đầu nói, ngươi có thể đi, đa tạ ngươi dẫn đường, Mộ Dung gia tộc sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Đội trưởng nào sẽ tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm? Hành động này của hắn đã bán đứng Mộ Dung gia tộc, không tìm hắn phiền toái mới là lạ, nhưng mà hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể ôm ngực rời đi. Mộ Dung Tuyết, đưa bái thiếp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mặc dù hắn đến đòi nợ, nhưng có lễ nghi vẫn phải tuân thủ, dù sao bây giờ Mộ Dung gia tộc, thế nhưng cũng có mười mấy cường giả chiến thần cảnh. Mộ Dung Tuyết gật đầu, đem bái thiếp đã chuẩn bị kỹ càng ở Cửu Tiêu Thánh Thành lấy ra, đi về phía phủ đệ. Mấy hộ vệ canh giữ ở cửa ra vào đã sớm chú ý tới đám Tiêu Phàm. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết xuất ra bái thiếp, trong mắt hộ vệ đều là vẻ khinh thường, không đợi Mộ Dung Tuyết mở miệng, một hộ vệ trong đó mở miệng trước nói, lại đến bái kiến gia chủ. Ta khuyên ngươi từ bỏ cái ý định này đi,
gia chủ đã sớm nói ai cũng không gặp. Điện chủ Tu La Điện, bái kiến Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung Tuyết không để ý tới bọn hắn nói, vẫn cực kỳ trịnh trọng nói. Tu La Điện chủ, nghe được mấy chữ này, hộ vệ quả thật đúng là bị dọa cho phát sợ, bất quá khi hắn tiếp nhận bái thiếp, lại liếc nhìn Tiêu Phàm mấy cái. Thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, châm chọc nói, Tu La Điện chủ trẻ như vậy. Ta còn là Chiến Thần Điện Điện chủ đấy, muốn bái kiến gia chủ, cũng phải tìm cái cớ hay một chút. Chính là, nếu ngươi là Tu La Điện chủ, ta chính là cha của Tu La Điện chủ. Ta là thúc của Tu La Điện chủ hắn. Nghe vậy, mấy hộ vệ khác cũng hí mắt nhìn Tiêu Phàm mấy cái, bắt đầu la ầm lên, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm là cái gì Tu La Điện chủ. Mắt chó coi thường người khác. Mộ Dung Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, vũ nhục hắn có thể, nhưng vũ nhục Tiêu Phàm lại không được. Lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, một thân ảnh khác càng nhanh hơn, từng đạo chảo cương xuất hiện trong không trung, mấy hộ vệ kia trực tiếp bị đánh bay, máu tươi bắn ra, lục phủ ngũ tạng gần như nổ tung. Rất hiển nhiên, là Tiểu Kim xuất thủ, dám vũ nhục Tiêu Phàm, Tiểu Kim trực tiếp nổi giận. Rầm rầm, lực đập của mấy người trực tiếp đem đại môn phủ đệ đánh mở ra, một cỗ sát ý đáng sợ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Mộ Dung phủ đệ. Sau một khắc, Mộ Dung phủ đệ bỗng nhiên đại loạn, giống như kiến bò trên chảo vậy. Nhìn mấy hộ vệ bị đánh bay, ánh mắt Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh, dẫn đầu dậm chân đi vào Mộ Dung phủ đệ, nếu bái thiếp vô dụng, vậy chỉ còn cách bản thân tự đi vào. Các ngươi là ai, lại dám xông vào? Hộ vệ trưởng kinh khủng nhìn đám Tiêu Phàm, đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản lười để ý tới hắn. Cùng người như vậy lãng phí thời gian, chẳng phải là quá mất phong độ sao? Nhưng mà, Tiêu Phàm không nguyện ý phản ứng, không có nghĩa là những người khác sẽ bỏ qua hắn. Hộ vệ trưởng còn chưa dứt lời, Thạch Thánh đạp mạnh một cái, một cước giẫm trên L âm ngực hộ vệ trưởng kia, lấy bái thiếp trong tay hắn. Ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm vang lên, hộ vệ trưởng phun ra mấy ngụm máu tươi, thiếu chút nữa thì hôn mê. Tiếng vang cực lớn kinh động không ít người Mộ Dung phủ đệ, bọn Tiêu Phàm vừa mới đi vào phủ đệ liền lần lượt bị từng người ngăn cản lại. Khí thế đáng sợ đập vào mặt, tu vi từng người đều không thấp hơn chiến thánh cảnh, cổ tộc có thực lực như vậy đã là trong dự kiến của bọn họ. Hai người Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết cực kỳ khẩn trương, dù là Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng có chút khẩn trương, chỉ có Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim coi như là bình tĩnh. Người xông vào, phải chết, giết không tha, gầm lên một tiếng, hộ vệ của Mộ Dung gia tộc. Thân thể Mộ Dung Minh Nguyệt đập trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, phiến đá trên mặt đất nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng. Thiếu chủ bại. Người Mộ Dung gia tộc tất cả đều trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Ai cũng không biết Mộ Dung Minh Nguyệt bại như thế nào, không, nói cho đúng, có mấy người nhìn rõ, chính là đám Tiểu Kim cùng Thạch Thánh. Bọn họ đứng bên người Tiêu Phàm, chỉ thấy lúc Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới, Tiêu Phàm đột nhiên lấy Tu La kiếm ra, nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm khí màu trắng kiếm quang gào thét đánh ra, bóng đêm vô tận kia giống như bị ánh dạng đông lúc bình minh xé mở vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt không có sức hoàn thủ, bị kiếm khí chém trúng ngực. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mặc dù biết là Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng là hai người cũng không thấy rõ ràng động tác của Tiêu Phàm, tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, mắt thường hoàn toàn khó mà nắm bắt. Bọn hắn biết rõ, chênh lệch giữa bọn họ và Tiêu Phàm càng ngày càng lớn, bọn hắn đã không thể nào đuổi kịp Tiêu Phàm, chỉ hy vọng mình không trở thành vật cản trở. Trong lúc nhất thời, xung quanh toàn bộ yên tĩnh im ắng, cây kim rơi xuống đất cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám há mồm thở dốc, cuối cùng ánh mắt của mọi người đa số đều rơi trên người Tiêu Phàm. Mặc dù bọn hắn không thấy được là ai xuất thủ, nhưng bọn họ có thể suy đoán, Tiêu Phàm đang đứng ở phía trước nhất, trừ Tiêu Phàm ra, những người khác không có khả năng đánh bại Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều người trong lòng suy đoán, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Có thể một kiếm miểu sát Mộ Dung Minh Nguyệt, thực lực như vậy, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ thực sự nghĩ không ra, trừ chiến thần cảnh cường giả, còn có ai có thể miểu sát thiên tài Mộ Dung Minh Nguyệt cấp độ yêu nghiệt chứ? Lúc này, hộ vệ trưởng ở cửa ra vào vừa lúc tỉnh lại, cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh Mộ Dung Minh Nguyệt bị đánh bay, thân thể không khỏi run lẩy bẩy.
Chẳng lẽ hắn thực sự là Tu La Điện điện chủ trong truyền thuyết? Bằng không, hắn sao có thể cường đại như vậy chứ? Tiêu Phàm đột nhiên, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, thanh âm vang vọng chân trời, có thể nhận ra sự phẫn nộ của hắn lúc này. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Minh Nguyệt từ trong đống phế tích bước ra, khuôn mặt tà dị lộ ra mấy phần dữ tợn, vết kiếm trước máu me đầm đìa khiến đám người nhìn thấy rất xúc động. Tóc hắn rối tung, khí thế trên người không ngừng tăng lên, áo bào rách nát tung bay, lượn lờ huyết hắc sắc quang mang. Ngay sau đó, Minh Nguyệt phía sau hắn vốn dĩ đen kịt, bỗng nhiên cũng biến thành huyết hắc sắc, nhìn qua hết sức xâm nhiên, u lãnh. So với vừa rồi, cho người ta một loại cảm giác càng đáng sợ hơn, khí tức tử vong tràn ra. Huyết hắc sắc Minh Nguyệt, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, trong đầu hiện ra một khuôn mặt, chính là Giang Gia Giang U Nguyệt, cũng nắm giữ một huyết sát U Nguyệt. Nhưng mà huyết sát U Nguyệt lại là toàn thân huyết hồng, tản ra huyết sát chi khí đáng sợ, vô cùng hung lệ, mà huyết hắc sắc Minh Nguyệt này, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Minh Nguyệt càng đáng sợ hơn U Nguyệt. Đương nhiên, thần phẩm Minh Nguyệt chiến hồn mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa tới mức khiến Tiêu Phàm sợ hãi, ngẩng đầu nhìn chăm chú Mộ Dung Minh Nguyệt đang giận dữ, thần sắc lại khôi phục không hề bận tâm. Nhìn thấy Tiêu Phàm dáng vẻ đạm nhiên, Mộ Dung Minh Nguyệt lỗ mũi thở phì phò, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm chọc cho tức giận, bản thân dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, người dám một lần, rồi lại hai lần coi thường ta. Nội tâm hắn gào thét, ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo của ngươi trả giá đắt, một kiếm vừa rồi ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần. Nghĩ vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết thành một cái thủ ấn rườm rà, ngay sau đó, không khí rung động ầm ầm, sau đó mở ra một lỗ hổng lớn. Đột nhiên, chỉ thấy một cái ngón tay màu huyết sắc to lớn vươn ra từ bên trong, hung uy cuồn cuộn gào thét, thiên địa đều mãnh liệt rung động. Đây là ngón tay gì vậy, cảm giác thật là khủng khiếp. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, không chút do dự chạy trốn, cái ngón tay huyết sắc kia khiến cho bọn họ có cảm giác tính mạng bị uy hiếp. Hủy diệt thiên địa chi ý thật đáng sợ. Ra đầu Diệp Trường Sinh thiếu chút nữa nổ tung, kinh hồn táng đảm nhìn không trung, sau đó lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm dáng vẻ có vẻ gầy gò vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn cái ngón tay kia một cái, lại nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt nói, một kiếm vừa rồi còn chưa đủ tổn thương ngươi à? Ngươi dám làm tổn thương ta muốn ngươi phải chết. Mộ Dung Minh Nguyệt gào thét, con người đỏ bừng tản ra quang mang khát máu. Xem ra ngươi còn không phục. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói, chỉ bằng cái la sát chỉ này, ngươi cảm thấy có thể giết ta. Sao ngươi biết la sát chỉ? Con người của Mộ Dung Minh Nguyệt co rụt lại, trong lòng có loại bất an dự cảm. Ngươi không biết lai lịch của la sát chỉ, cũng dám sử dụng trước mặt ta. Tiêu Phàm hí mắt nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt. Trên mặt đều là vẻ châm chọc. La sát chỉ, thần giai chỉ pháp chiến kỹ, chuyên thuộc về Tu La Điện, cái này chỉ truyền cho cửu điện Diêm La, không biết lưu lạc thế nào, Mộ Dung Minh Nguyệt lại may mắn có được. Đây cũng là một trong những con át chủ bài lớn của Mộ Dung Minh Nguyệt, La sát chỉ thi triển cùng Minh Nguyệt, uy lực bạo tăng, chỉ bằng một kích này, Mộ Dung Minh Nguyệt đã dám đánh một trận sống mái với chiến thần cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, trước mặt Tiêu Phàm, lại không phải như vậy, bởi vì Tiêu Phàm biết rõ nhược điểm của La Sát Chỉ, hoặc có lẽ là, tất cả các chiến kỹ do Tu La Điện Điện Chủ truyền ra, bên trong Tu La truyền thừa đều ghi lại nhược điểm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm động, hắn trực tiếp bay lên, trực diện nghênh đón cái huyết sắc ngón tay kia, chỉ thấy hắn cũng đưa tay, một đạo kiếm chỉ gào thét bắn ra. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng ở đó, nhìn chằm chằm không trung, mặc dù ngoài mặt hắn cực kỳ khinh thường. Nhưng trong lòng lại cực kỳ nặng nề. Bởi vì hắn cũng biết rõ chỉ pháp này, đúng là xuất phát từ Tu La Điện, hơn nữa Tiêu Phàm còn là Tu La Điện chủ đời này. Oanh, đột nhiên, cứ đơn giản như vậy đờ âng vào huyết sắc ngón tay, huyết sắc cự chỉ đột nhiên liên tiếp nổ tung, một kích vốn dĩ nhìn như cực kỳ yếu ớt của Tiêu Phàm, lại cực kỳ bá đạo hung mãnh. Cứ vậy là xong, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mắt trợn tròn. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng ngày càng kính nể hơn. Một kích có thể tùy tiện nghiền ép chiến thánh cảnh đỉnh phong, lại bị Tiêu Phàm tùy tiện phá vỡ, đây quả thực là một cái tát hung hăng đánh lên mặt Mộ Dung Minh Nguyệt, hơn nữa không phải vang bình thường. Sao có thể,
Mộ Dung Minh Nguyệt cũng ngây ngốc tại chỗ, miệng lớn thở phì phò, rất hiển nhiên, một kích vừa rồi hắn cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, hắn hóa thành một vệt sáng, xông thẳng về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, tốc độ kia, cơ hồ không kém gì tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ bình thường. Tiêu Phàm một cước hung hăng dẫm trên L âng ngực Mộ Dung Minh Nguyệt, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm giác như một viên tinh thần đập xuống, ngực đổ sụp xuống, xương sườn gần như toàn bộ đứt gãy. Phụt một tiếng, Mộ Dung Minh Nguyệt phun ra mấy ngụm máu tươi, trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, sau đó bị một cước của Tiêu Phàm hung hăng dẫm vào bên trong mặt đất. Vô số liệt phùng như mạng nhện bắn ra tứ phía, đất đá bay lên, bụi bặm đầy trời. Mộ Dung Minh Nguyệt máu me khắp người, nằm dang rộng thành hình chữ đại bên trong đống phế tích, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bảo ngươi cái La Sát chỉ kia vô dụng với ta, ngươi còn dám dùng, thực đúng là ngu xuẩn. Tiêu Phàm cúi xuống, mặt coi thường nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, lạnh lùng nói, bây giờ ta hỏi ngươi, thiên tài cấp độ yêu nghiệt, ngươi phục chưa? Thiên tài cấp độ yêu nghiệt, ngươi phục chưa? Lời nói của Tiêu Phàm vang vọng rất lâu trong không trung. Giọng nói không lớn, lại giống như tiếng sấm vang vọng bên tai Mộ Dung Minh Nguyệt, nghe cực kỳ chói tai. Mộ Dung Minh Nguyệt hắn đường đường là thiên tài cấp độ yêu nghiệt, sao có thể bị dẫm dưới chân chứ? Đáng tiếc, cái gì mà thiên tài yêu nghiệt, trước mặt người có thực lực cũng chỉ yếu ớt như vậy thôi, căn bản không cứu được mạng hắn. Tu sĩ bốn phía câm như hến, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu chủ của mình. Vậy mà cũng có một ngày bị người khác chà đạp. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm đều thay đổi, trở nên cực kỳ e ngại, trong lòng âm thầm thề, về sau nhìn thấy khuôn mặt này, nhất định không thể tìm hắn gây sự. Không thể không nói, người chính là như vậy, ngay từ đầu tự cho là đúng, cao cao tại thượng, nhưng lúc ngạo khí của mình bị người khác dẫm nát, muốn cầu xin tha thứ cũng đã không kịp. Mộ Dung Minh Nguyệt ác độc nhìn Tiêu Phàm, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, đáng tiếc, một cước của Tiêu Phàm khiến hắn căn bản không thể động đậy. Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi phục chưa? Giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên lần nữa, dưới chân dùng sức, mấy cái xương sườn vỡ nát, đau đến mức mặt Mộ Dung Minh Nguyệt nhăn nhúm. Mộ Dung Minh Nguyệt dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi, đau đến mức mặt có chút vặn vẹo, nhưng đến hừ cũng không hừ một tiếng, đây là một chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Dù là chết, cũng không thể kêu đau một tiếng. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, nói, mặc dù ngươi rất ngu, nhưng vẫn còn có chút cốt khí, đáng tiếc, ta hôm nay không phải đến giết người, mà là đến đòi nợ, bằng không thì ta thực sự muốn thử xem xương cốt của ngươi cứng đến mức nào. Lời này của Tiêu Phàm là cười nói ra, nhìn thấy tiếu dung trên mặt Tiêu Phàm, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi lạnh run, hắn từng cho rằng bản thân rất yêu tà. Nhưng Tiêu Phàm còn tà dị hơn cả hắn, đó nhất định chính là tiếu dung của ma quỷ. Nói xong, Tiêu Phàm nhấc chân phải lên, lúc này, nơi xa truyền đến một giọng nói băng lãnh, các hạ tự tiện xông vào Mộ Dung gia tộc của ta, cũng hơi bị ngông cuồng quá mức rồi đó. Nhìn về hướng tiếng nói phát ra, mấy thân ảnh từ đằng xa bay tới, cầm đầu là một người mặc tử sắc nho bào nam tử trung niên, đại khái khoảng 50 tuổi. Mày như kiếm, mặt như trăng. Lưng hùm vai gấu, tư thế hiên ngang, trên người tản ra một sức mạnh như có như không. Cảm nhận được sức mạnh này, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đáy mắt lóe qua một vòng tinh quang. Áo bào tím nam tử trung niên lách mình dừng lại ở chỗ cách Tiêu Phàm ba trượng, con người băng lãnh đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt trên mặt đấy, bỗng nhiên sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi chính là Tiêu Phàm. Dám can đảm tổn thương con ta, bản gia chủ muốn mạng ngươi. Áo bào tím nam tử trung niên không phải người khác, chính là phụ thân Mộ Dung Minh Nguyệt Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Tinh Thành, nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ có thở ra không có hít vào, Mộ Dung Tinh Thành thức điên. Nơi này chính là Mộ Dung phủ đệ của hắn, một người từ bên ngoài tới cũng dám trắng trợn đả thương nhi tử hắn, đây quả thực là khiêu khích uy nghiêm của Mộ Dung cổ tộc. Quát chói tai một tiếng, Mộ Dung Tinh Thành liền lách mình đánh về phía Tiêu Phàm, đưa tay chính là một bàn tay, không khí vỡ vụn. Một sức mạnh chấn động nhân tâm khiến tu sĩ ở đây đều nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù công kích này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng tu sĩ bốn phía cũng chẳng tốt đẹp gì, nhất là Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, căn bản không ngăn được cỗ uy áp kia, lui về đằng sau.
ngươi tiến thêm một bước nữa, có tin ta làm thịt hắn hay không? Tiêu Phàm trợn mắt đạp một cái, chân trái vốn đã nhấc lên lại đạp thật mạnh xuống, Mộ Dung Minh Nguyệt lại phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng mà hắn vẫn nhịn không kêu lên. Mộ Dung Tinh Thành bỗng nhiên ngừng thân hình, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, gầm thét, ngươi giẫm thêm một cước thử xem. Đây là ngươi nói đấy. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lại một cước giẫm xuống, Mộ Dung Minh Nguyệt, thực sự coi bản thân là sắt thép à, lại giẫm mấy cước, đoán chừng hồn hải đều bị giẫm nát. Ngươi, Mộ Dung Tinh Thành nào nghĩ tới Tiêu Phàm lại dám gan to bằng trời như vậy, dám ngay trước mặt ông trà đạp nhi tử ông. Là ngươi bảo ta thử. Tiêu Phàm nhún nhún vai, dáng vẻ như kiểu chuyện không liên quan đến ta, sau đó cười nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt nói, hắn có phải cha ruột của ngươi không, vậy mà để cho ta đánh ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt tức giận liên tục ho ra máu, giống như hoàn toàn ngăn không được vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn gì? Mộ Dung Tinh Thành cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, hắn biết Tiêu Phàm dám đến nơi này hoành hành bá đạo, nhất định phải có chỗ dựa vào. Ngoài ra, hắn cũng biết thân phận của Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, với sự hiểu biết của hắn với Tu La Điện Chủ, đám bọn họ đều là người không sợ trời không sợ đất. Nếu thực sự bức bách hắn, đến lúc đó người không may là Mộ Dung Minh Nguyệt. Như vậy mới đúng chứ, có việc gì không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện chứ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Mở bàn tay ra, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một trang giấy, cùng một khỏa ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải việc khác, chính là dòng chính đệ tử Mộ Dung Lãng Trần của các ngươi, thiếu nợ ta 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đã thiếu mấy năm, ta nghĩ cũng nên trả lại cho ta đi. 10 tỷ, cực phẩm hồn thạch, tu sĩ bốn phía nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, không phải là thượng phẩm hồn thạch cùng trung phẩm hồn thạch, dù là Cửu Tiêu Cung, đoán chừng cũng phải gom góp một khoảng thời gian mới có được. Ngươi đang nói đùa, Mộ Dung Tinh Thành khịt mũi coi thường, 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, đừng nói Mộ Dung Lãng Trần thiếu, cho dù là Mộ Dung Minh Nguyệt thiếu, hắn cũng sẽ không bỏ ra, đây chính là liên quan đến căn bản của Mộ Dung gia tộc. Huống chi, Mộ Dung Lãng Trần đã chết, hơn nữa còn bị Tiêu Phàm giết chết. Ta quả thật không phải đang nói đùa, giấy trắng mực đen không phải là giả. Tiêu Phàm cực kỳ chắc chắn nói ra. Sau đó lấy ra giấy nợ kia, lại dùng hồn lực thúc giục ký ức thủy tinh trong tay, trong không trung lập tức hiện ra một bức tranh. Hình ảnh bên trong không phải người khác, chính là Mộ Dung Lãng Trần thề với trời, thiếu Tiêu Phàm 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, còn thề son sắt nói, dù là hắn chết, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ trả. Nghe được giọng nói của Mộ Dung Lãng Trần, mặt tu sĩ Mộ Dung gia tộc đều đen, cái tên tiểu tử này đúng là tên điên, chết rồi còn muốn đào hố chôn toàn gia tộc. Tiêu Phàm, người đừng si tâm vọng tưởng, người giết Mộ Dung Lãng Trần tạm thời không nói, cho dù là hắn không chết, người cũng đừng mơ lấy được 10 tỷ cực phẩm hồn thạch. Mộ Dung Minh Nguyệt cắn răng lại nhìn Tiêu Phàm, gần như dùng hết toàn lực thét ra. Có đúng không? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một cước lại dẫm xuống. L âng ngực Mộ Dung Minh Nguyệt gần như hoàn toàn sụp đổ. Là Mộ Dung Lãng Trần thiếu ngươi, có bản lĩnh ngươi đi tìm Mộ Dung Lãng Trần đòi. Mộ Dung Minh Nguyệt khuôn mặt vặn vẹo, giọng nói càng ngày càng nhỏ, thiếu chút nữa thì hôn mê. Tiêu Phàm không để ý tới hắn, thêm mấy cước nữa, đoán chừng Mộ Dung Minh Nguyệt thật sự là đi tong, đây không phải là điều Tiêu Phàm muốn thấy. Hắn ngước mắt nhìn Mộ Dung Tinh Thành nói, Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung gia tộc sẽ không giữ lời hứa sao? Mộ Dung Tinh Thành nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, hắn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Mộ Dung Minh Nguyệt dưới chân Tiêu Phàm, hắn lại không dám. Thế nhưng nếu như đáp ứng, 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, cho dù là hắn trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra được. Mộ Dung gia chủ, người có phải là cha ruột của hắn hay không? Có chút việc đó cũng do dự, chẳng giống tác phong của gia chủ cổ tộc chút nào. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, hắn lại nhấc chân phải lên, chuẩn bị một cước giẫm xuống. Dừng tay, Mộ Dung Tinh Thành vội vàng nâng tay phải lên, hét lớn, hắn tất nhiên không thể trơ mắt nhìn nhi tử chết, mỗi một cước của Tiêu Phàm, rất có thể kết thúc sinh mệnh của Mộ Dung Minh Nguyệt. Xem ra ngươi đúng là cha ruột của hắn. Tiêu Phàm cười cười, kết quả này đã sớm ở trong dự kiến của hắn. Cho ta 3 canh giờ, ta đi gom 10 tỷ cực phẩm hồn thạch cho ngươi.
Mộ Dung Tinh Thành nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng lại bổ sung một câu, 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, vậy cũng phải xem ngươi có số để tiêu không. Dám uy hiếp Mộ Dung cổ tộc, cục nghẹn này, Mộ Dung Tinh Thành dù thế nào cũng không thể nuốt trôi. Đừng nói Mộ Dung cổ tộc của hắn đã không bằng trước kia, cho dù là Mộ Dung cổ tộc trước kia, cũng không thể nào khuất phục trước Tiêu Phàm. Cổ tộc xuất thế, đa số người không biết đại biểu cho cái gì, nhưng gia chủ như Mộ Dung Tinh Thành lại hiểu rất rõ, cho dù là chiến thần điện điện chủ tới đây, hắn cũng có thể thẳng tắp sống lưng. Ta chờ ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tinh Thành. Mặt ngoài Tiêu Phàm vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng đề phòng, khí thế trên người Mộ Dung Tinh Thành không phải bình thường. Tiểu Kim, các ngươi lại đây. Tiêu Phàm lại âm thầm truyền âm cho Tiểu Kim, hắn không muốn bị Mộ Dung Tinh Thành lợi dụng sơ hở. Nhưng mà Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều, hắn trắng trợn như vậy nháo ở Mộ Dung gia tộc, sao đám lão bất tử kia còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ mình còn chưa đủ tư cách, không xứng bọn họ xuất thủ, hẳn là sẽ không đi, bọn họ hẳn là đều biết rõ mình mới đúng, dù sao bản thân tốt xấu cũng từng cứu tính mạng bọn họ, cho dù không cảm kích, nhưng cũng nên ra mặt giải quyết vấn đề này mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa quy vị, hoặc là đang tu luyện, trong lòng Tiêu Phàm hồ nghi, sau đó lại âm thầm phủ định. Nếu như các cường giả chiến thần cảnh của Mộ Dung gia tộc còn chưa quy vị, Mộ Dung cổ tộc không thể nào xuất thế được, ngoài ra, Mộ Dung Tinh Thành phóng ra một cước kia, rất có khả năng có liên quan đến những vị cường giả chiến thần cảnh kia. Về phần tu luyện, việc đó càng không có khả năng, chiến hồn đại lục đến thần linh chi khí đều hết sức thưa thớt, bọn họ đã đạt tới cảnh giới như vậy, muốn tiến thêm một bước, đây chính là cực kỳ gian nan. Có lẽ, lần này cổ tộc xuất thế, tâm tư của bọn họ không chỉ thuần túy như lúc ở Chỉ Xích Thiên Nhai nữa rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Vốn cho là các đại cổ tộc chiến thần quý vị, sẽ tạo ra chế ước với chiến thần điện, nhưng xem ra, sự thật không phải là như thế. Đây chính là lòng người. Tiêu Phàm thở dài một hơi, âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau vẫn không nên quá tin tưởng những chiến thần cảnh được Diệp Thi Vũ cứu kia thì hơn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng tin tưởng, chiến thần cảnh của Mộ Dung gia tộc khẳng định không dám xuất thủ với hắn. Dù sao còn bận tâm tư của mấy gia tộc khác. Vốn dĩ hắn cũng không muốn cướp đoạt 10 tỷ cực phẩm hồn thạch của Mộ Dung gia tộc, chỉ là muốn thay Mộ Dung Tuyết đòi lại một cái công đạo mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, để 10 tỷ cực phẩm hồn thạch này giúp đỡ kẻ địch, còn không bằng bản thân bỏ vào trong túi. Tiêu Phàm lấy ra một cái ghế, ngồi tại chỗ lẳng lặng chờ đợi Mộ Dung Tinh Thành gom góp 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, đám tiểu kim thủ hộ ở xung quanh đề phòng những người khác của Mộ Dung gia tộc đánh lén. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đối với người Mộ Dung gia tộc mà nói là một loại giày vò, đồng dạng, bọn Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì. Lúc ba canh giờ sắp qua, Mộ Dung Tinh Thành nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt đang hấp hối, rốt cục nhịn không được nói, trước thả con ra, nếu nó có mệnh hệ gì, đừng nói hồn thạch ngươi muốn không có, các ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cổ thành. Ta cần phải đính chính lại lời nói của Mộ Dung gia chủ, số hồn thạch này không phải ta muốn, mà là Mộ Dung gia tộc thiếu nợ ta. Tiêu Phàm duỗi một ngón tay ra, đung đưa nói, ngoài ra, ta là một luyện dược sư, ngươi yên tâm, ta cam đoan con trai ngươi không chết, đây cũng chỉ là chút trừng phạt hắn dám mạo phạm ta. Mộ Dung gia tộc ngươi tự cho là đúng, tiểu gia đưa lên bái thiếp, các ngươi mắt chó không thấy núi Thái Sơn, mũi vểnh lên trời. Tiểu gia dù sao cũng là điện chủ Tu La Điện, cho dù là thân phận hay địa vị, không hề thấp hơn quy vi sổ CCP tộc gia chủ các ngươi, khách khí với các ngươi, không phải vì sợ các ngươi, chỉ là tiểu gia tính tình tương đối tốt mà thôi. Đáng tiếc các ngươi lại không biết điều, cho là Tu La Điện chủ dễ ức hiếp. Vậy các ngươi sai rồi, Tu La Điện chủ, không phải là người từ tầng dưới chót nhất trèo lên, khiến người khác vừa nghe tên đã sợ mất mật sao? Chỉ là Tiêu Phàm ta không muốn huyết nhiễm thanh thiên, có thể dùng miệng giải quyết vấn đề, vì vậy không muốn dùng nắm đấm mà thôi. Mộ Dung Tinh Thành quả thực là không nói ra được một câu, trầm tư hồi lâu mới nói, tiểu nhi vô tri, người đường đường là Tu La Điện chủ sao lại so đo với tiểu nhi chứ? Huống chi, trừ một vài người, cũng không phải ai cũng biết rõ ngươi là Tu La Điện chủ, ngươi vì sao xuất thủ giết người Mộ Dung gia tộc ta? Mộ Dung Tinh Thành giọng nói đầy vẻ chất vấn. Nghe vậy,
Tiêu Phàm cho Thạch Thánh một cái ánh mắt, Thạch Thánh tiện tay ném mạ vàng bái thiếp ra, chính là bái thiếp trước đó. Đây là cái gì, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc ngươi không có ai biết chữ sao? Tiêu Phàm cười lạnh. Mộ Dung Tinh Thành nhận lấy bái thiếp, sắc mặt tái nhợt, lần này, hắn thực sự không còn lời nào để nói. Giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên, Mộ Dung gia tộc ngưỡng cửa quá cao, bản điện chủ đưa lên bái thiếp, Mộ Dung gia tộc ngươi lại muốn giết bản điện chủ. Trong thiên hạ, muốn giết bản điện chủ, cũng chỉ có Chiến Thần Điện, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc ngươi đã quy thuận Chiến Thần Điện? Câu nói sau cùng, Tiêu Phàm cố ý nâng cao giọng, gần như là từng chữ giống lên, hắn tin tưởng, những lão bất tử của Mộ Dung gia tộc kia nhất định sẽ nghe được. Ngoài ra, một vài người hữu tâm ở Mộ Dung cổ thành cũng sẽ nghe được, đến lúc đó nếu như truyền vào trong tai cổ tộc khác, vậy coi như là có chút ý vị khác. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, Mộ Dung gia tộc ta vĩnh viễn là Mộ Dung gia tộc, cùng Chiến Thần Điện có liên can gì? Mộ Dung Tinh Thành vẻ mặt ngạo nghễ nói ra. Vậy thì hay lắm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó ước lượng ký ức thủy tinh trong tay nói, ta tin tưởng Mộ Dung gia tộc cũng không phải là cỏ mọc đầu tường, nếu để cho người khác hiểu lầm vậy coi như không tốt, cho nên ta cố ý đem những lời gia chủ Mộ Dung gia tộc vừa mới nói, dùng ký ức thủy tinh ghi lại. Ngươi, Mộ Dung Tinh Thành biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mấy đạo thân ảnh từ nơi xa bay vụt tới, một người lấy ra một cái hồn giới cung kính nói với Mộ Dung Tinh Thành, gia chủ, 10 tỷ cực phẩm hồn thạch đã góp đủ. Mộ Dung Tinh Thành tiếp nhận hồn giới, tiện tay hất lên, bay về phía Tiêu Phàm bay, 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, bây giờ ngươi có thể thả người rồi. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, trong nháy mắt đem chiếc nhẫn kia chộp vào trong tay, sau đó một tia hồn lực thẩm thấu vào bên trong hồn giới. Lúc chạm đến hồn giới kia, một vệt sáng bắn ngược hồn lực của Tiêu Phàm trở về, xông thẳng hướng mi tâm Tiêu Phàm, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh bàng bạc từ đằng xa mãnh liệt đánh đến. Công tử cẩn thận, Mộ Dung Tuyết kêu to, lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà, đạo kia lưu quang quá nhanh, trong nháy mắt chui vào mi tâm Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên đình chỉ tại chỗ. Lão thất phu, các ngươi làm gì với công tử? Mộ Dung Tuyết phẫn nộ nhìn về phía Mộ Dung Tinh Thành, gầm thét. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm lần này sở dĩ đến Mộ Dung gia tộc, cũng không phải là vì đến đòi 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, mà là đến báo thù cho hắn. Nếu như Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mộ Dung Tuyết cả một đời đều sẽ không dễ chịu. Nhưng mà khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Mộ Dung Tinh Thành, lại phát hiện, Mộ Dung Tinh Thành cũng đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như thất thần vậy. Gần như đồng thời, Diệp Trường Sinh, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền vội vàng đem Tiêu Phàm vây ở giữa, đề phòng nhìn người Mộ Dung gia tộc. Giết bọn chúng, một tên cũng không chừa. Một người trong đó thét lên một tiếng, mấy người vừa đến bỗng nhiên xuất thủ, giống như là con sói đói xông lên chém giết. Bọn hắn vừa mới rời đi, trong quá trình gom góp 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, cũng cố ý chế tạo một cái hồn giới đặc thù, dùng để đánh lén Tiêu Phàm. Chỉ cần hồn lực của Tiêu Phàm chạm tới hồn giới, liền sẽ khởi động cấm chế trong đó, trong nháy mắt trói buộc linh hồn hắn, đến lúc đó, sức mạnh linh hồn của Mộ Dung Tinh Thành cũng sẽ xông vào trong đầu Tiêu Phàm, tiêu diệt linh hồn Tiêu Phàm. Theo đám người ở đây, Tiêu Phàm có mạnh hơn cũng chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh mà thôi, sao có thể ngăn cản công kích của chiến thần cảnh chứ? Lúc sức mạnh linh hồn của Mộ Dung Tinh Thành xông vào đầu Tiêu Phàm, hắn liền cho rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn lại không biết, khóe miệng Tiêu Phàm lại hơi hơi dương lên, người biết Tiêu Phàm đều biết rõ, đó là Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường Mộ Dung Tinh Thần mà thôi. Giờ phút này, bên trong ý thức không gian của Tiêu Phàm, bốn phía tăm tối, trong đó một đạo bạch sắc lưu quang vô cùng dễ thấy, chính là linh hồn Mộ Dung Tinh Thành. Hắn đang mờ mịt nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết vì sao, hắn vốn định diệt sát linh hồn Tiêu Phàm, nhưng mà căn bản không tìm thấy linh hồn của Tiêu Phàm. Ý thức không gian không phải rất nhỏ sao, sao có thể lớn như vậy chứ? Cái này đâu phải là ý thức không gian, chính xác là một mảnh tiểu thiên địa a. Ngươi đang tìm ta sao? Lúc Mộ Dung Tinh Thành nghi hoặc, một giọng nói thăm thẳm vang lên trong không trung. Mộ Dung Tinh Thành nghe vậy, bỗng nhiên phóng về hướng giọng nói kia, không thể không nói, Mộ Dung Tinh Thành xuất thủ cực kỳ quyết đoán cùng tàn nhẫn, chỉ muốn một kích diệt sát Tiêu Phàm. Nhưng mà hắn lại phải thất vọng,
nơi này không phải đơn giản là một cái ý thức không gian, mà là vị trí thần cung của Tiêu Phàm. Thần cung cùng tiểu thiên địa như nhau, tiến vào bên trong thần cung, Tiêu Phàm chính là chúa tể, chỉ cần sức mạnh của địch nhân không cường đại đến mức trong nháy mắt có thể xé mở thần cung, Tiêu Phàm chính là sự tồn tại vô địch. Đương nhiên, dù là không vào thần cung, chỉ dựa vào linh hồn lực lượng, Mộ Dung Tinh Thành cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiêu Phàm, cường độ linh hồn của Tiêu Phàm bây giờ đã không kém gì chiến thần cảnh trung kỳ bình thường. Đi ra, Mộ Dung Tinh Thành giống giận. Trong lòng ông có loại cảm giác cực kỳ bất an, muốn xông ra khỏi khu vực hắc ám này, nhưng căn bản không làm được. Ông hiện tại, hoàn toàn bị vây ở bên trong thần cung, dù là hắn đã đột phá chiến thần cảnh cũng trở nên có chút bối rối. Như ngươi mong muốn. Một đạo thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở đối diện Mộ Dung Tinh Thành, chính là Tiêu Phàm. Chết đi, Mộ Dung Tinh Thành quát một tiếng như sấm, một quyền đánh về phía Tiêu Phàm, nhưng mà, Tiêu Phàm lại đưa tay một quyền nghênh đón. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm của Mộ Dung Tinh Thành va chạm với nắm đấm của Tiêu Phàm, bốn phía nổi lên một trận linh hồn phong bạo. Bùm một tiếng, Mộ Dung Tinh Thành đột nhiên bay ngược ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Linh hồn của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Ta hôm nay đã đột phá chiến thần cảnh. Trong mắt Mộ Dung Tinh Thành đều là vẻ sợ hãi. Mấy ngày trước lúc cổ tộc xuất thế, hắn liền bắt đầu luyện hóa thần lực chi tinh, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa, đã đột phá đến chiến thần cảnh sơ kỳ. Chiến thần cảnh không phải hẳn là sẽ là tùy tiện nghiền ép chiến thánh cảnh sao? Sao có thể bị một linh hồn của chiến thánh cảnh tu sĩ đánh bay chứ? Linh hồn chiến thần cảnh rất mạnh sao? Tiêu Phàm hí mắt nhìn Mộ Dung Tinh Thành. Linh hồn chiến thần cảnh rất mạnh sao? Lời nói của Tiêu Phàm đối với Mộ Dung Tinh Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích to lớn, bản thân vừa mới đột phá chiến thần cảnh, vốn cho là bằng vào linh hồn chi lực liền có thể nghiền nát tất cả chiến thánh cảnh, lại không nghĩ rằng bị linh hồn Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Trước mặt Tiêu Phàm, chiến thần cảnh linh hồn, có vẻ như cũng chẳng là gì. Không đúng, linh hồn ngươi là chiến thần cảnh, sao có thể? Người rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh, linh hồn làm sao có thể đột phá chiến thần cảnh. Mộ Dung Tinh Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Ai nói cường độ linh hồn của chiến thánh cảnh không thể so sánh với chiến thần cảnh chứ? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hắn nắm giữ linh hồn phân liệt, tám cái linh hồn phân thân cũng đã đến gần vô hạn chiến thần cảnh, linh hồn lực lượng miểu sát chiến thần cảnh sơ kỳ, căn bản không nói chơi. Mộ Dung Tinh Thành đầu giống như trống lúc lắc đung đưa, hắn hoàn toàn không thể nào tiếp nhận kết quả này. Để ngươi đến đây, ta chỉ là muốn xác nhận lại tâm tư của mấy lão bất tử Mộ Dung gia tộc thôi, ngươi tự mình nói, hay là bản thân ta tìm kiếm đáp án. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nói cho ngươi biết, ta sẽ chết rất thảm. Mộ Dung Tinh Thành sợ hãi lui ra phía sau mấy bước. Không nói cho ta, ngươi mới chết rất thảm, bây giờ. Ngươi còn thời gian ba hơi, lão tổ nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Hắn đã động sát cơ, Mộ Dung Tinh Thành nếu như không nói, hắn liền chuẩn bị thi triển chủng ma chi thuật. Mộ Dung Tinh Thành cau mày, thần sắc giãy giụa, một hơi sau, hít sâu một cái nói ta nói. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, trong một tòa tiểu viện sâu trong Mộ Dung gia tộc, có 9 thân ảnh đang ngồi. Sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn về chân trời. Tu La Điện vẫn phách lối như vậy, vậy mà giết tới Mộ Dung gia tộc của ta, chẳng lẽ là bởi vì cứu chúng ta, liền nhanh như vậy muốn hồi báo. Chúng ta trấn áp ma đầu vạn năm, phần công lao này ai cũng không thể phủ nhận, hắn cứu chúng ta, chỉ là trả thù lao cho chúng ta mà thôi, chúng ta cũng không nợ gì hắn. Không sai, chúng ta đã vì chiến hồn đại lục chết một lần, bây giờ ma đầu xuất thế. Ai có thể trấn áp hắn chứ? Chúng ta nên một lần nữa chọn phe. Việc này quả thực nên nghĩ lại, thực lực của chiến thần điện, đã không phải chúng ta có thể địch. Trước hết để cho Mộ Dung Tinh Thành thăm dò thực lực của tiểu tử kia cũng tốt, nếu như có thể giết hắn, chúng ta liền quy thuận chiến thần điện, cổ tộc khác khẳng định cũng không thể đợi thêm ngàn năm. Đám người ngươi một lời ta một câu, 9 người này chính là cường giả chiến thần cảnh Mộ Dung gia tộc quý vị. Bọn họ gần như tất cả đều từng chết một lần, đều là được tiểu ma nữ phục sinh. Bây giờ trọng sinh,
Rất nhiều người bọn họ đã đánh mất dũng khí lúc trước dám đối đầu với chiến thần điện cùng cửu U Ma Thần, chí ít, bọn họ sẽ không hành động theo cảm tính nữa. Cuối cùng, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người một lão giả áo bào trắng, một người nhìn không được hỏi, gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, trong không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc ngươi đã quy thuận chiến thần điện? Đám người nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như lời này truyền đến tai gia tộc khác, hậu quả không phải Mộ Dung gia tộc có thể tiếp nhận. Đến lúc đó, phái cường ngạnh nhất định sẽ hủy diệt Mộ Dung gia tộc trước tiên. Dù sao, cho dù Mộ Dung gia tộc là đồng minh thì không có tác dụng gì lớn, nhưng xem như địch nhân, vậy thì sẽ là kích chí mạng. Nhanh đi ngăn cản Mộ Dung tinh thành động thủ, lão giả áo bào trắng cầm đầu sầm mặt lại, bỗng nhiên đứng dậy. Bên trong Mộ Dung phủ đệ chiến đấu thập phần hung mãnh, Tiêu Phàm được bọn tiểu kim gắt gao thủ hộ bên trong, không ai có thể đến gần, Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, cũng không có dị thường gì phát sinh. Mặt đất chất đầy thi thể, đều là người Mộ Dung gia tộc, máu tươi nhuộm đầy đại địa, hết sức đỏ tươi. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gầm lên từ đằng xa truyền đến, uy áp đáng sợ quét sạch giống như nước thủy triều bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng thân hình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một nam tử trung niên bạch sắc chiến giáp đứng nơi đó, con người băng lãnh liếc nhìn toàn trường, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong ở trước mặt hắn đều không thể động đậy. Chiến thần cảnh, con người tất cả mọi người co rụt lại, toàn thân có chút phát run, điều kiện tiên quyết không biết là địch hay bạn, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Trong chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh vô cùng. Hô, đột nhiên, một vệt sáng từ mi tâm Tiêu Phàm bắn ra, trong nháy mắt rơi vào mi tâm Mộ Dung tinh thành, đồng thời thân thể Mộ Dung tinh thành khôi phục năng lực hành động, chỉ là hết sức yếu ớt, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. Bên cạnh một người vội vàng đỡ lấy Mộ Dung tinh thành, hắn một mặt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi, linh hồn ngươi vậy mà mạnh như vậy. Tiêu Phàm lại đạm mạc cười một tiếng, không có ở để ý tới Mộ Dung tinh thành. Mà nhìn về phía bạch sắc chiến giáp nam tử trung niên ở không trung, hắn một cái liền nhận ra người kia chính là một người được tiểu ma nữ phục sinh. Tiêu Phàm cùng nam tử trung niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có nói chuyện. Tu La Điện Chủ giá lâm, Mộ Dung gia tộc chiêu đãi không chu đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hồi lâu, nam tử trung niên rốt cục mở miệng, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Rất có ngạo mạn chi ý. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ Mộ Dung gia tộc đều lộ ra vẻ mừng như điên, chiến thần cảnh cường giả lại là người Mộ Dung gia tộc. Không phải nói từ ngàn năm nay chiến hồn đại lục chưa từng sinh ra chiến thần cảnh sao? Về phần chiến thần cảnh ngàn năm trước đó cũng đều mất tích, chí ít, chiến hồn đại lục là không có chiến thần cảnh. Cường giả chiến thần cảnh này từ nơi nào đến đây? Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Bất quá đối với người Mộ Dung gia tộc mà nói, vô luận người này là xuất hiện như thế nào đều là chuyện tốt, tiểu tử này lại dám ở chỗ này giết người Mộ Dung gia tộc, lão tổ chiến thần cảnh gia tộc có thể buông tha hắn sao? Hiển nhiên là không thể. Rất nhiều người đã lộ ra bộ dáng xem kịch vui nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Coi như ngươi là Tu La Điện Điện Chủ thì như thế nào, trước mặt chiến thần cảnh vẫn như cũ như là sâu kiến. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung khẩn trương tới cực điểm. Ngược lại là Sở Phiền cùng Tiểu Kim bọn hắn coi như bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết rõ những chiến thần cảnh này sẽ làm như thế nào. Không dám, các vị tiền bối là chiến thần cảnh, sao dám làm phiền các ngươi? Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn chắc chắn Mộ Dung gia tộc khẳng định không dám đem hắn lưu ở chỗ này, thậm chí ước gì bản thân lập tức rời đi. Những người này đều là người bị hồn thiên giết chết qua một lần, Tiêu Phàm cũng nắm chắc trong lòng bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng may hắn từ Mộ Dung tinh thành biết được một chút tin tức. Không biết Tu La Điện Chủ đến Mộ Dung gia tộc có gì muốn làm? Nam tử trung niên mở miệng nói. Cũng không có gì, chính là lấy chút nợ mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ánh mắt lại rơi vào trên người Mộ Dung tinh thành. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Mộ Dung gia tộc ta là không có khả năng cho ngươi 100 ức cực phẩm hồn thạch. Mộ Dung tinh thành phẫn nộ gào thét, ánh mắt kia hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Lấy 100 ức cực phẩm hồn thạch đến,
Nam tử trung niên lại nhàn nhạt phun ra một câu, hắn hiện tại chỉ muốn Tiêu Phàm rời Mộ Dung cổ thành, miễn nói gia tộc mình cùng Tu La Điện có liên quan. Dù sao, Mộ Dung gia tộc đã do dự lập trường bản thân, bọn hắn không muốn lập tức bị Chiến Thần Điện ứng phó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trên mặt lộ ra ý cười mà không cười, hắn trong lòng cũng đại khái xác nhận một chút, cười ha ha một tiếng nói, cổ tộc tiền bối thực là sảng khoái, so sánh với một ít người ngay thẳng hơn nhiều. Ngươi, Mộ Dung Tinh Thành vô cùng phẫn nộ, sau đó lại nhìn về phía nam tử trung niên nói, lão tổ, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nam tử trung niên cắt ngang, chỉ thấy nam tử trung niên ngữ khí lạnh như băng nói, còn coi ta là lão tổ ngươi sao? Ngay cả lời nói ta cũng không nghe, không dám, Mộ Dung Tinh Thành vội vàng cúi đầu, sau đó lấy ra một mai hồn giới ném cho Tiêu Phàm, nói, nơi này là 100 ức cực phẩm hồn thạch, các ngươi có thể cút. Tiếp nhận hồn giới, Tiêu Phàm quét mắt một vòng, lại lắc đầu nói, 100 ức cực phẩm hồn thạch nợ đã đòi lại, bất quá, còn có một việc khác cần nói cho các ngươi một cái. Tiêu Phàm, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng cho là Mộ Dung cổ tộc ta dễ ức hiếp. Mộ Dung Tinh Thành không vui. Nam tử trung niên cũng cau mày một cái, hắn cũng thập phần khó chịu Tiêu Phàm 1-2, 2-3 khiêu khích Mộ Dung gia tộc, nếu như Tiêu Phàm là chiến thần cảnh. Hắn ngược lại phải nhìn với con mắt khác, nhưng một tu sĩ chiến thánh cảnh, hắn thật đúng là khinh thường. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Tuyết nói, vị này là Mộ Dung Tuyết, Tu La Điện đệ lục Diêm La Điện, gia tộc của hắn bị diệt cùng Cửu Tiêu Thánh thành Cửu Tiêu cung Mộ Dung gia tộc ngươi có liên quan rất lớn, chúng ta tới nói cũng không có ý gì, chỉ là thông chi các ngươi một chút mà thôi. Tự giải quyết cho tốt, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Cuối cùng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, sau đó liền quay người rời đi, Tiểu Kim, Diệp Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết, Thạch Thánh cùng Sở Phiền vội vàng đuổi theo, cũng không đợi người Mộ Dung gia tộc phản ứng. Lúc này đi, bọn hắn còn dám bức bách Mộ Dung gia tộc, ngươi ngốc à, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Đây là trần trụi uy hiếp Mộ Dung gia tộc, người kia ý tứ rất rõ ràng, nếu như chúng ta không cho Tu La Điện đệ lục Diêm La một cái công đạo. Bọn hắn về sau nhất định sẽ châm đối Mộ Dung gia tộc, người cũng đừng quên Tu La Điện làm cái gì. Ám sát, Tu La Điện đều là sát thủ, nếu như chúng ta không cho đệ lục Diêm La báo thù, bọn hắn liền sẽ chủ động xuất thủ đối phó Mộ Dung gia tộc, đến thời điểm không may liền không phải Cửu Tiêu cung Mộ Dung phân dãy, mà là toàn bộ Mộ Dung gia tộc chúng ta. Cái này căn bản không phải là thông chi, mà là trần trụi uy hiếp. Bọn hắn thật đúng là lớn mật. Chẳng lẽ sẽ không sợ lão tổ lưu lại bọn hắn sao? Tu sĩ Mộ Dung gia tộc như nước sôi, ngay từ đầu không biết ý tứ Tiêu Phàm, nhưng sau khi biết lại vô cùng phẫn nộ. Dám trắng trợn uy hiếp Mộ Dung gia tộc, trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có Tu La Điện chủ. Bất quá giờ phút này, bọn Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi, ý tứ Tiêu Phàm kỳ thật rất đơn giản, ta thông chi các ngươi, xem như cho Mộ Dung gia tộc các ngươi mặt mũi. Mộ Dung gia tộc nếu không xử lý, vậy cũng đừng trách Tu La Điện không khách khí, đến thời điểm sẽ không chết không thôi. Những lão bất tử Mộ Dung gia tộc không cho Tiêu Phàm hắn mặt mũi, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tất yếu cho bọn hắn mặt mũi, chỉ tạm thời mà nói, Mộ Dung gia tộc khẳng định không có khả năng cùng Tu La Điện là địch. Những lão bất tử chỉ kia là một chút kẻ đầu cơ mà thôi, khi không có xác minh ai mạnh ai yếu, bọn hắn tạm thời sẽ không chọn phe. Lão tổ Tiêu Phàm cũng quá không coi ai ra gì. Mộ Dung Tinh Thành vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa thì nhìn không được giết đến. Đem người kia đi xử lý. Nam tử trung niên ngắm nhìn phương hướng Tiêu Phàm rời đi, hừ lạnh một tiếng, liền biến mất tại chỗ. Vâng, lão tổ, Mộ Dung Tinh Thành cung kính thi lễ, không ai nhìn thấy khi hắn cúi đầu, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm một nhóm rời đi. Đáy mắt chỗ sâu Mộ Dung Tinh Thành lóe qua một vòng ý vị thâm trường. Giải tán. Hồi lâu, đi đến trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt mở miệng nói, đưa tay vung lên cuốn theo Mộ Dung Minh Nguyệt biến mất tại chỗ. Tu sĩ Mộ Dung gia tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng ai ngờ rằng Mộ Dung gia tộc vậy mà để đám Tiêu Phàm như thế. Sau một lát, bên trong một tòa tiểu viện Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Tinh Thành nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt trên giường bệnh tỉnh lại, cũng buông lỏng một hơi. Cha, Tiêu Phàm bọn họ đâu? Mộ Dung Minh Nguyệt giọng căm hận nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị Tiêu Phàm đánh bại,
hắn không còn mặt mũi. Giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, nhiều năm như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cho tới bây giờ không có muốn giết chết một người như vậy. Cảm nhận được sát ý trên mặt nhi tử, Mộ Dung Tinh Thành đưa tay vung lên, một đạo hồn giới bao phủ bốn phía, sợ người khác dò xét. Cha, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tinh Thành, hắn chưa bao giờ thấy cha ngưng trọng như thế. Minh Nguyệt, từ nay về sau không được đối địch với Tiêu Phàm. Ngữ khi Mộ Dung Tinh Thành nặng nề nói, đáy mắt chỗ sâu có chút kiêng kỵ nồng đậm. Vì cái gì, coi như hắn là Tu La Điện Điện Chủ, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh, cha là chiến thần cảnh. Mộ Dung Minh Nguyệt không giảng hòa không cam lòng nói. Chiến thần cảnh, trên mặt Mộ Dung Tinh Thành đều là vẻ khổ sở, tựa như đang giễu cợt bản thân, nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, ta hiện tại đã chết. Làm sao có thể, Mộ Dung Minh Nguyệt kinh hãi nói, bởi vì quá khích động lại ho khan mấy tiếng, không lâu mới nói, ý cha là hắn đã có thể khiêu chiến chiến thần cảnh. Cũng khó trách Mộ Dung Minh Nguyệt không tin, chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa là một đạo lạch trời, căn bản không phải cùng cấp độ. Dù là hắn danh xưng yêu nghiệt cũng không đủ tự tin đối mặt chiến thần cảnh cường giả, đừng nói chính diện khiêu chiến chiến thần cảnh. Thế nhưng hắn lại không thể không tin, cha hắn là không có khả năng lừa hắn, cũng không cần như thế. Ngươi mau chóng khôi phục thương thế, chuẩn bị tiến về thần kiếp chi địa, nghe nói chúng thần mộ địa sắp bắt đầu, về sau gặp Tiêu Phàm, tận lực không đối địch với hắn. Mộ Dung Tinh Thành hít sâu một cái nói, con người hắn lóe qua một vòng u quang. Ta biết rõ, Mộ Dung Minh Nguyệt phiền muộn gật đầu, bị Tiêu Phàm dẫm chân nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể làm gì sao? Nguyên bản Mộ Dung Minh Nguyệt coi là bản thân đã đủ cường đại, sau đó hắn phát hiện, chênh lệch với Tiêu Phàm càng lúc càng lớn. Giờ phút này Tiêu Phàm đã mang theo đám tiểu kim rời khỏi Mộ Dung cổ thành, trên đường đi, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mấy người vẫn lo lắng, sợ người Mộ Dung gia tộc đuổi theo. Bất quá ngoài ý muốn là từ đầu đến cuối hắn không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại Tiêu Phàm vẫn một mặt nhàn nhã tự đắc, mấy người lúc này mới biết rõ bản thân suy nghĩ nhiều. Bọn hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được Tiêu Phàm tại sao tự tin cường giả chiến thần cảnh Mộ Dung gia tộc sẽ kiêng kỵ hắn như vậy, chẳng lẽ Tu La Điện chủ thực khủng bố như thế, đến chiến thần đều sợ hãi. Tiêu Phàm không nói, mấy người cũng không hỏi, phi hành nửa canh giờ, đám người rốt cục dừng lại. Công tử, hiện tại chúng ta đi Bắc Vực. Hồi lâu, Mộ Dung Tuyết trước tiên mở miệng thử hỏi. Chúng ta qua đó. Tiêu Phàm gật đầu, lại nói, ngươi ở Linh Vực đi, nếu như Mộ Dung gia tộc không cho ngươi một cái công đạo, ngươi tự đi xử lý. Được. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên minh bạch. Bảo trọng, có việc tùy thời liên hệ. Tiêu Phàm cười gật đầu, người khác đi theo. Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho bọn hắn bị ức hiếp, hơn nữa muốn để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Trong lòng Mộ Dung Tuyết một mực cất giấu một ngụm nộ khí, không có nơi phát tiết, cứ như thế cũng không biết là tốt hay là xấu. Tiêu Phàm biết rõ, Mộ Dung Tuyết một mực canh cánh cửu hận Mộ Dung gia tộc trong lòng, cùng cái chết của Mộ Dung gia. Nhìn phương hướng Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết nắm đấm, con người kiên định nói, công tử yên tâm. Ta sẽ không để ngài thất vọng. Tiêu Phàm lại không biết ý nghĩ Mộ Dung Tuyết, hắn hiện tại chỉ muốn chạy tới Bắc Vực, mau chóng xử lý sự tình Diêm La Phủ, trong lòng hắn còn nhớ kỹ thủ túy ông. Trong lòng Tiêu Phàm, Diêm La Phủ phủ chủ cùng La Sinh Môn môn chủ đều chắc chắn phải chết. Nếu như Tiêu Phàm thực lực cường đại, hắn thậm chí hận không thể lập tức diệt chiến thần điện cùng cửu U Ma Thần. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không đến 7 ngày liền chạy tới Bắc Vực. Làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Bắc Vực khác với tưởng tượng của hắn, thiên địa linh khí nơi này vậy mà nồng đậm hơn một chút so với mấy vực khác. Hơn nữa nhiệt độ nơi này cũng vừa phải, rất thích hợp cho người bình thường sinh hoạt, chẳng lẽ là do tới gần Bắc Hải. Điện chủ có phải cũng phát hiện Bắc Vực thiên địa linh khí so với mấy vực khác nồng đậm hơn rất nhiều hay không? Diệp Trường Sinh nói ra, hắn không phải người nhiều lời. Một đường đi tới, Tiêu Phàm không có chủ động mở miệng nói chuyện. Hắn bình thường đều sẽ không nói chuyện, trước mặt Tiêu Phàm hắn vẫn còn có chút khách khí, không giống Ảnh Phong bọn hắn đều là theo chân Tiêu Phàm từ núi đao biển lửa sông đến. Nguyên nhân là gì? Tiêu Phàm gật đầu hỏi. Nơi này địa vực bao la ẩn chứa vô số quáng tài, thậm chí khoáng mạch,
những khoáng mạch khoáng thạch tản ra linh khí nồng đậm khiến cho toàn bộ thiên địa linh khí Bắc Vực đều nồng đậm không ít. Diệp Trường Sinh giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy trợn to hai mắt, lộ ra một mặt không thể tin, khiến cho linh khí một vực đều phát sinh biến hóa, khoáng thạch linh khí nồng đậm đến bao nhiêu. Mới đầu ta cũng không tin, nếu quả thật có nhiều khoáng mạch như vậy thì tu sĩ mấy vực khác không phải đều chạy tới sao? Diệp Trường Sinh giải thích nói, điện chủ ngươi nhìn, tầng nham thạch bên kia có cái gì khác biệt? Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, xác thực phát hiện nham thạch kia chỉ là nham thạch bình thường mà thôi. Nhưng khi linh hồn chi lực hắn bắt được, hắn lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nham thạch kia ẩn chứa linh khí rất nồng nặc, không sai biệt lắm đạt tới 1/10 trình độ một khối hạ phẩm hồn thạch. Không sai, liền nham thạch bình thường đều ẩn chứa linh khí đậm đà như vậy, chớ nói chi là thứ khác. Diệp Trường Sinh gật gật đầu, cho nên, Bắc Vực ẩn chứa tài nguyên khoáng sản mặc dù rất nhiều, nhưng muốn tìm tới quáng tài cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa cái giá quá lớn. Tiêu Phàm gật đầu, hắn xem như minh bạch, mặc dù biết Bắc Vực tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ hướng Bắc Vực, dù là biết rõ nơi này có cơ hội phát tài nhưng người bình thường cũng không có khả năng này. Bắc Vực là thánh địa của chú tạo sư, nơi này chú tạo sư hết sức phổ biến, gia tộc chú tạo sư càng nhiều vô số kể, mà ở trong vô số gia tộc chú tạo sư, Độc Cô gia tộc lại là một nhà độc bá, cũng là gia tộc duy nhất trong thiên hạ có thể đúc tạo thần binh. Diệp Trường Sinh tiếp tục nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hắn nghĩ đến một vấn đề, những lão bất tử Mộ Dung gia tộc đã do dự vấn đề chọn phe, không biết người Độc Cô gia tộc sẽ như thế nào đây? Nếu như Độc Cô gia tộc quy thuận chiến thần điện, hậu quả là không thể tưởng tượng, chính như Diệp Trường Sinh nói, Độc Cô gia tộc là gia tộc duy nhất trong thiên hạ có thể chế tạo thần binh. Nếu như hắn đứng ở mặt đối lập Tu La Điện, đối với chiến hồn đại lục mà nói, tuyệt đối là tính đả kích hủy diệt. Lúc ấy cùng mười mấy người Sở Thiên Minh sống sót có vẻ như người Độc Cô gia tộc là nhiều nhất, bọn hắn hẳn rất cừu hận cửu U Ma Thần cùng chiến thần điện mới đúng. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Bất quá hắn cũng không phải thập phần xác định, hắn sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, chiến thần điện để Diêm La Phủ chiếm cứ Bắc Vực có phải muốn động thủ với Độc Cô gia tộc hay không? Điện chủ, chúng ta đến. Diệp Trường Sinh cắt ngang suy nghĩ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn lại Diệp Trường Sinh, phía dưới kia là một mảnh sơn mạch đen kịt, tản ra một cỗ khí tức mãnh hoang. Dãy núi này cực kỳ cổ lão, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được mấy cỗ hồn lực cường đại ba động, đó là vài đầu hồn thú ẩn núp. Nơi này cách linh vực cũng không phải thập phần xa xôi, cũng chỉ mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ đệ bát Diêm La Điện gian khổ như thế nào. Bị Diêm La Phủ bước đến mức này, nếu như còn tiếp tục lui lại chính là đã bị đuổi ra khỏi Bắc Vực rồi. Điện chủ, xin lỗi. Diệp Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm không quá tốt, lập tức hít sâu một cái nói xin lỗi. Đây không phải vấn đề ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, Ngọc Hy ở Bắc Vực ngốc thời gian mấy năm, cuối cùng vẫn bị người Diêm La Phủ giết chết. Diệp Trường Sinh thu thập cục diện rối rắm cũng chỉ hơn 3 tháng. Hắn ở Bắc Vực thậm chí còn không có 3 tháng, tự nhiên không thể là đối thủ của Diêm La Phủ. Dẫn đường, trước tìm tới bọn hắn lại nói. Nhìn thấy Diệp Trường Sinh còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm chặn lại. Diệp Trường Sinh gật đầu, cúi người hướng về phía dưới mau chóng đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt tiến vào trong cổ lâm. Mấy người Tiêu Phàm theo sát phía sau, khí tức trong cổ lâm không phải rất dễ chịu. Âm u ẩm ướt dẫn đến một loại mùi hư thối tràn ngập trong không khí. Đối với hồn thú mà nói đây là mùi cực kỳ gay mũi, Tiểu Kim trong lúc nhất thời có chút không chịu được, dứt khoát đình chỉ hô hấp. Đám Tiêu Phàm cũng rất lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận loại mùi này. Chờ chút. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bỗng bắt lấy bả vai Diệp Trường Sinh phía trước nói. Diệp Trường Sinh muốn nói cái gì, đã thấy Tiêu Phàm làm một động tác im lặng, hơn nữa cau mày. Có ngửi được mùi máu tươi hay không? Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn đối với máu tươi thập phần mẫn cảm. Dù là giờ phút này mùi máu tươi bị mùi hư thối che khuất, cũng đào thoát không được ánh mắt Tiêu Phàm. Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến âm trầm, nhị muội bọn hắn gặp nguy hiểm. Dứt lời, Diệp Trường Sinh liền chuẩn bị hướng phía trước phóng đi, lại bị Tiêu Phàm giữ chặt, nói có thị huyết ở nơi này.
cho dù là chiến thần cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng thuấn sát bọn hắn, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ thông qua truyền âm ngọc phù thông chi chúng ta, bọn hắn tạm thời hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nghĩ như vậy cũng đúng, dù là cách nhau mấy vực truyền âm ngọc phù đều có thể sử dụng, nếu như Diệp Thiên Tuyết xảy ra việc ngoài ý muốn, khẳng định sẽ nói cho bọn hắn. Thực lực Diêm La Phủ phủ chủ chỉ là chiến thần cảnh sơ kỳ mà thôi, còn không đủ để thuấn sát thị huyết bọn hắn, trừ phi cường giả chiến thần điện xuất thủ. Đây cũng là điều Tiêu Phàm lo lắng nhất, Tu La Điện hiện tại còn không có vốn liếng cùng chiến thần điện ngạnh kháng. Hy vọng như thế. Diệp Trường Sinh hít sâu một cái, cưỡng ép ngăn chặn sát ý trong lòng, lại bổ sung một câu, nếu như Thiên Tuyết bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn, Diêm La Phủ bất diệt, Diệp Trường Sinh nhất định thề không bỏ qua. Phệ hồn, tìm thị huyết bọn hắn. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo huyết mang, chính là phệ hồn huyết tàm. Truy tung hồn lực, nơi này đoán chừng liền Tiểu Kim cùng Sở Phiền cũng không bằng nó hiện tại cũng đã đột phá cửu giai đỉnh phong, đang lĩnh ngộ áo nghĩa, chỉ cần lĩnh ngộ áo nghĩa thành công, tùy thời đều khả năng đột phá thần giai. Diệp Trường Sinh nhìn thấy phệ hồn huyết tàm, con người khẽ run lên, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra lai lịch phệ hồn huyết tàm, gia hỏa này mặc dù chỉ là cửu giai hồn thú, nhưng năng lực lại cực kỳ quỷ dị. Nếu như hắn biết bây giờ phệ hồn huyết tàm dưới năng lượng bạch thạch cải tạo đã sớm không chỉ là phệ hồn huyết tàm đơn giản như vậy. Năng lực bắt khí tức hồn lực của phệ hồn huyết tàm cực kỳ biến thái, nó nhanh chóng xuyên toa trong rừng, lấy thực lực đám người bây giờ đã có thể không phát ra tiếng vang, lại thu liếm khí tức hồn lực. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, đám người xuyên qua từng mảnh cổ lâm, phệ hồn huyết tầm đột nhiên dừng lại rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, chi chi kêu mấy tiếng. Vất vả cho ngươi rồi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, phệ hồn huyết tầm liền chui vào trong da thịt Tiêu Phàm, ngay sau đó trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vẻ lạnh như băng, bọn hắn ngay ở phía trước. Nơi này cách chúng ta ước định mấy ngàn dặm, bọn hắn làm sao sẽ chạy tới nơi này? Diệp Trường Sinh kinh ngạc nói. Điểm này Tiêu Phàm cũng nghi hoặc, ra hiệu mấy người chậm rãi theo sau lưng, hắn liền hướng đi đến phía trước, thần hồn chi lực cũng lặng yên phóng thích ra. Lấy lực lượng linh hồn Tiêu Phàm, hơn trăm dặm xung quanh khó chạy ra khỏi hồn lực hắn, rất nhanh, mười mấy dặm bên ngoài, Tiêu Phàm có phát hiện. Đó là một mảnh sơn cốc tràn ngập mờ mịt, bằng vào mắt thường mà nói, bên ngoài căn bản nhìn không thấy tất cả bên trong. Giờ phút này bên trong sơn cốc lại có một cái lờ ánh sáng màu đỏ ngòm to lớn, tựa như đại hỏa đốt cháy. Bên trong lờ ánh sáng màu đỏ ngòm trên mặt đất đang nằm lần lượt từng bóng người, không, nói cho đúng là vô số cỗ thi thể, hơn nữa còn là thây khô. Thây khô toàn thân bị thiêu đến cháy đen, trên mặt mỗi bộ thi thể đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như trải qua tra tấn đáng sợ nhất. Mà ở trong quang cháo vẫn còn 20 nói thân ảnh sống sót. Xung quanh mỗi đạo thân ảnh đều đốt cháy huyết sắc hỏa diễm, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Quỷ dị nhất là, hỏa diễm tựa như là từ thể nội bọn hắn thiêu đốt mà ra, vô luận như thế nào đều diệt không được. Hồn lực Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tới gần huyết sắc hỏa diễm quang cháo, căn bản là thẩm thấu không vào. Đã ròng rã một ngày, ta cũng phải nhìn bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, trận pháp của tiền bối là thần cấp. Đừng nói tu sĩ dưới chiến thánh cảnh các ngươi ngăn không được, dù là chiến thần cảnh thì như thế nào. Hiện tại ta mới biết, cường đại nhất cũng không phải là sát thủ, cũng không phải là thiên tài, mà là hồn điêu sư, một trận pháp liền vượt giai giết người dễ như trở bàn tay. Nói thì nói như thế, nhưng bồi dưỡng một hồn điêu sư gian nan cỡ nào, không nói vạn người không được một, lại càng không cần phải nói hồn điêu sư cấp thủy tổ. Trong lờ ánh sáng màu đỏ ngòm đứng đấy từng đạo bóng đen, bọn hắn nhìn người bên trong bị huyết sắc hỏa diễm đốt luyện, không kiêng nể gì cả nghị luận. Bọn hắn lại không biết tất cả đều in vào trong đầu Tiêu Phàm, một cỗ khí tức tử vong đã bao phủ bọn hắn. Giờ phút này, một nhóm Tiêu Phàm đã tới gần lờ ánh sáng màu đỏ, đối với bọn hắn mà nói, điểm ấy cự ly cơ hồ là trong nháy mắt. Lại là thần đạo nghiệp hỏa trận. Tiêu Phàm ngắm nhìn lờ ánh sáng màu đỏ ngòm nơi xa, con người khẽ run lên. Tiêu lão đại, cái gì là thần đạo nghiệp hỏa trận? Thạch Thánh nhịn không được hỏi. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lãnh quang, giải thích nói, nghe đồn, mỗi tu giả vô luận là nhân loại tu sĩ hay là hồn thú, hoặc là thánh linh các ngươi,
chỉ cần tu hành đều là nghịch thiên, bên trong quá trình này sẽ sinh ra một loại nghiệp lực. Nghiệp lực vô ảnh vô hình, ẩn chứa bên trong mệnh cách chúng ta, miễn người còn sống, nghiệp lực liền sẽ không tiêu tan, chỉ cần cộng thêm dẫn đạo liền có thể lấy nghiệp lực làm dẫn, đốt cháy mệnh cách chúng ta, thần đạo nghiệp hỏa trận là như thế. Nói cách khác, nghiệp lực sẽ đốt cháy mệnh cách Thiên Tuyết bọn họ. Sát khí Diệp Trường Sinh đáng sợ như ẩn như hiện, bất quá hắn cưỡng ép áp chế lại. Tiêu Phàm gật đầu, trước kia hắn không tin mệnh cách, tự nhiên cũng không tin cái gì nghiệp lực. Hắn tu luyện tới bây giờ, giết người vô số, nghiệp lực khẳng định không ít, tiến vào thần đạo nghiệp hỏa trận khẳng định không chiếm được chỗ tốt, biện pháp duy nhất chính là phá vỡ trận pháp. Vừa nãy Tử Tiền Bối bọn hắn nói chẳng lẽ là Tử Vô Danh, hắn đột phá cấp thủy tổ. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo, Tử Vô Danh là cửu nhân Bắc lão, hắn sớm đã có tên trong danh sách tất sát của Tiêu Phàm. Tiêu lão đại, chúng ta nhanh cứu bọn họ, ta xem bọn hắn chịu không nổi. Thạch Thánh lo lắng kêu lên, dứt lời lách mình liền chuẩn bị xông lên. Chờ đã, nhìn thấy Thạch Thánh muốn xông lên, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo hắn, dạng này xông vào là cứu không được bọn họ, ngược lại sẽ nhóm lửa trên thân. Vậy làm sao bây giờ? Thần sắc đám người trầm xuống. Bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm không có nói láo, nghiệp lực quá mức quỷ dị, nếu quả thật đem bản thân chìm hãm vào, đến thời điểm không ai có thể cứu bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nơi xa, quét mắt một vòng, nơi đó có chừng 20 người, trong vòng 50 dặm xung quanh tạm thời cũng không có tu sĩ khác. Muốn cứu bọn hắn, trước tiên đem những sát thủ Diêm La Phủ xử lý. Trong mắt Tiêu Phàm lấp lóe sát khí, Tiểu Kim, người phụ trách 5 kẻ phía Bắc, Thạch Thánh, người phụ trách 5 kẻ phía Đông, Diệp Trường Sinh, Sở Phiền, hai người các ngươi phụ trách 6 người phía Tây. Mấy kẻ còn lại giao cho ta, nhớ kỹ. Động tính không nên quá lớn, không thể để cho bất luận một người chạy, từ hiện tại, 10 hơi về sau sẽ bắt đầu. Phá giải thần đạo nghiệp hỏa trận liền xem như Tiêu Phàm cũng cần thời gian nhất định, nếu để cho người chạy trốn, đến thời điểm sẽ có nhiều người hơn tới, vậy coi như phiền phức. Vâng, đám người gật đầu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lặng yên không một tiếng động hướng về ba phương hướng ẩn núp đi qua. Tiêu Phàm cũng như là quỷ mị, nhanh chóng tới gần. Lấy bản sự hắn ẩn tàng khí thức bây giờ, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, cơ bản liền không cách nào phát hiện ra được. Hắn phụ trách giết 5 người, khí thức mỗi người đều không yếu, mạnh nhất là một chiến thánh cảnh hậu kỳ. Những người này Tiêu Phàm thật đúng là không để vào mắt, hắn nói thầm thời gian, thời điểm thứ 10, một cỗ khí thức bàng bạc trong nháy mắt quét sạch ra, bao phủ trên thân 5 người kia. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm động, tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ. Lách mình liền xuất hiện ở sau lưng một người trong đó. Ai, cảm nhận được cỗ áp lực thật lớn, chiến thánh cảnh hậu kỳ lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng. Chỉ là hắn phát hiện, thanh âm bản thân căn bản không thốt lên được, thật giống như bị một cái tay bóp lấy, sau một khắc, trong đôi mắt hắn trong nháy mắt bay ra 4 cái đầu lâu. Chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ thấy thế, con người mãnh liệt rung động, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà vẻn vẹn lui ra phía sau một bước, một đạo huyết sắc kiếm khí liền xuyên thủng ngực hắn, trong miệng máu tươi róc rách chảy ra. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn phía sau, lại phát hiện một khuôn mặt tươi cười đang nhìn hắn, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Yên tâm, người không chết được, người cũng đừng nghĩ đến tự sát, ta tin tưởng ngươi làm không được, không tin ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước người hắn. Hai đạo lục sắc quang mang từ trong con ngươi Tiêu Phàm bắn ra, chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ trừ sợ hãi cũng không còn gì khác, hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận Tiêu Phàm, đáng tiếc căn bản không kêu thành tiếng. Vô số hình ảnh tuôn vào trong đầu Tiêu Phàm, sau một lát, sát thủ chiến thánh cảnh hậu kỳ ngã xuống đất không dậy nổi, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Lúc này, mấy đạo thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, chính là bọn Tiểu Kim trở về, trừ Sở Phiền. Trong tay mỗi người đều dẫn theo một đạo bóng người. Ném vào. Tiêu Phàm một cước đem cường giả chiến thánh cảnh hậu kỳ đạp vào bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận. Không cần để lại người sống sao? Thạch Thánh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Diệp Trường Sinh một chút đều không có do dự, tiện tay đem người trong tay kia ném vào bên trong trận pháp. Ngay sau đó hai người toàn thân liền thiêu đốt lên huyết sắc đại hỏa, trên mặt đất bắt đầu lăn lộn.
tiểu thạch đầu, ném vào đi, Tiêu đại ca là Tu La Điện chủ, tin tức hắn khẳng định đã sớm có được. Sở Phiền cười nói, Tiểu Kim cùng Thạch Thánh cũng đem sát thủ bắt được ném vào bên trong trận pháp, bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Là sát thủ, trên tay có không ít máu tươi, nghiệp lực bên trong mệnh cách đủ bọn hắn thống khổ một đoạn thời gian, đáng tiếc bên ngoài trận pháp không nghe được thanh âm bên trong, bằng không mà nói thanh âm sát thủ tê tâm liệt phế đoán chừng đã sớm vang vọng toàn bộ cổ lâm. Không nghĩ tới Tử Vô Danh vậy mà ở cùng Diêm La Phủ, đáng tiếc, không biết lão sư đi phương nào, bằng không chúng ta hẳn có thể giết hắn. Lãnh quang trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía. Hắn vừa nãy đã từ trong đầu chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ được một chút tin tức, người bố trí thần đạo nghiệp hỏa trận chính là Tử Vô Danh đường đệ Bác Lão. Lần trước bị Bác Lão cướp đoạt vạn linh đồ, Tử Vô Danh liền không biết tung tích, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Tử Vô Danh vậy mà đã có thể bố trí trận pháp thần giai. Phải biết, dù là Tiêu Phàm hiện tại cũng bố trí không ra, có thể bố trí trận pháp thần giai đã có thể thát đậu thành binh, thần giai hồn điêu sư đáng sợ, không phải khủng bố bình thường. Bốn cỗ linh hồn phân thân đều lĩnh hội thiên cơ đồ cùng vạn linh đồ, bây giờ cũng mau hoàn toàn lĩnh ngộ, đến thời điểm ta liền có thể sáng tạo hồn văn bản thân, nhất cử đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ. Tiêu Phàm nghĩ thầm, tại tạo nghệ hồn điêu, Tiêu Phàm vẫn hết sức tự tin, hắn hiện tại chỉ là vững chắc cơ sở bản thân mà thôi, bởi vì chỉ có như thế mới có thể đi càng xa. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lần nữa lấy ra phệ hồn huyết tầm, nói, phệ hồn, người có thể phá hỏng trận pháp này không? Phệ hồn huyết tầm chi chi mấy tiếng, nó trả lời chắc chắn là không được, thần đạo nghiệp hỏa trận cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là từ hồn lực cấu thành, phệ hồn huyết tầm tự nhiên không đối phó được. Nhìn Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận, thần sắc Tiêu Phàm càng ngày càng lo lắng, sắc mặt bọn hắn không phải rất tốt, tùy thời đều không kiên trì nổi. Điện chủ, ta đi thử xem, Diệp Trường Sinh rốt cục nhịn không được, chủ động xin đi giết giặc nói. Ngươi đi vô dụng, Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói, tâm thần bỗng nhiên chìm vào bên trong tiểu thiên địa, ngưng tụ ra một đạo linh hồn phân thân nói ra, Chọc Thiên Hồng, Kim Giáp. Các ngươi có biết phương pháp phá giải thần đạo nghiệp hỏa trận? Thiếu chủ gặp thần đạo nghiệp hỏa trận, Kim Giáp kinh ngạc nói, bản năng có chút e ngại, thiếu chủ, ngươi tốt nhất rời xa một chút, nghiệp hỏa thiêu đốt, trên đời này không ai chống đỡ được. Không ai chống đỡ được, Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ Diệp Thiên Tuyết bọn hắn thực phải chết sao? Không, có một loại người có thể chống đỡ được. Đột nhiên, Chọc Thiên Hồng lại lắc lắc đầu nói. Người nào? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thiên hữu chi nhân, Chọc Thiên Hồng hồi đáp, thiên hữu chi nhân, vạn sự không nhân quả, nghiệp hỏa không quấn thân, hắn có thể nhảy ra ngoài cuộc. Nói điểm hữu dụng, rất gấp. Tiêu Phàm tức giận nói, hắn ngược lại là biết rõ một thiên hữu chi nhân, chính là Chiến Hoàng Thiên, chẳng lẽ bản thân còn phải chạy đi đem Chiến Hoàng Thiên mời tới sao? Đừng nói Chiến Hoàng Thiên không đáp ứng, đoán chừng hai người gặp mặt đều phải đánh một trận lớn. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể thử xem. Chọc Thiên Hồng lại có chút không xác định nói. Ta, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn là Tu La Điện Chủ, giết người vô số, một khi nghiệp hỏa đốt cháy, vậy không phải nói đùa. Lấy nhân quả nghiệp lực tiêm nhiễm Tiêu Phàm hắn, đoán chừng thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Thiếu chủ, đừng nghe Chọc Thiên Hồng bịa chuyện, ta xem ra hỏa này không có hảo tâm gì. Kim Giáp vội vàng lộ ra một bộ sốt ruột hộ chủ. Lên cơn giận dữ chừng mắt Chọc Thiên Hồng. Nhìn thấy bộ dáng Kim Giáp, Tiêu Phàm thầm cười, bất quá giờ phút này lại cười không ra, ngược lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói, Chọc Thiên Hồng, ngươi nói một chút. Chọc Thiên Hồng ấp úng, có chút do dự, hồi lâu mới nói một câu, không thể nói. Nói ra câu nói này, Chọc Thiên Hồng tựa như nâng lên rất lớn dũng khí. Thiếu chủ, ta liền biết rõ Chọc Thiên Hồng đang nói láo, bây giờ bị nhìn thấu rồi. Kim Giáp lập tức cười lên ha hả, rất có mấy phần đắc ý. Im miệng, Chọc Thiên Hồng phẫn nộ quát to một tiếng. Ngươi, Kim Giáp chỗ nào chịu đựng được tức giận, khí thế cường đại nở rộ mà ra, xông thẳng đến Chọc Thiên Hồng. Nhưng mà lúc này, một cỗ khí tức càng thêm cường đại quét sạch chỉnh phiến thiên địa, đó là từ trên người Tiêu Phàm phát ra, Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Muốn động thủ, đừng ở chỗ này. Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng lạnh lẽo,
sau đó lại nói, Trọc Thiên Hồng, ngươi cũng sắp đột phá thần giai đi, chẳng lẽ cho ngươi Long Văn Kim Ngư cùng thần thạch không đủ dùng? Nghe vậy, Trọc Thiên Hồng còn không có phản ứng, đầu kim giáp lại ghé vào mặt đất, thần lực chi tinh hắn bị tước đoạt, muốn đột phá thần giai, độ khó so với Trọc Thiên Hồng gian nan hơn rất nhiều. Đủ, chủ nhân, trong vòng 3 tháng ta nhất định có thể khôi phục thần giai sơ kỳ. Trọc Thiên Hồng vốn định nói không đủ, nhưng hắn cũng biết Tiêu Phàm cũng không phải là dễ dàng trêu đùa như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ là bị Lâu Ngạo Thiên rút đi một thân thần lực mà thôi, thần lực chi tinh bị phong bế, hắn hiện tại đột phá cũng chỉ là khôi phục thực lực, tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. 3 tháng quá lâu, cho ngươi 1 tháng, đây là 1000 thần thạch. Tiêu Phàm tiện tay lại vung ra 1000 thần thạch, mặc dù lòng hắn đang rỉ máu. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có cách nào, bởi vì sự tình tiếp theo vô cùng có khả năng cần Trọc Thiên Hồng, bởi vì hắn đối mặt là cường giả chiến thần cảnh, bằng vào hắn còn chưa đủ. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ nhất định trong 1 tháng đột phá thần giai sơ kỳ. Trọc Thiên Hồng lập tức vỗ L âng ngực bảo đảm nói. Kim Giáp, người đây là muốn luyện hóa thần lực chi tinh, hay là dựa vào bản thân đột phá chiến thần cảnh? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia. Kim giáp tốt xấu cũng đã từng là thần giai thần thú, nếu như có thể để nó đột phá chiến thần cảnh, thực lực cũng khẳng định sẽ không quá yếu. Thiếu chủ, thuộc hạ vẫn là luyện hóa thần lực chi tinh. Kim giáp trầm tư hồi lâu, cuối cùng hít sâu một cái nói. Lựa chọn thần lực chi tinh, hắn về sau cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc chủ nhân thần lực chi tinh, muốn tiếp tục đột phá là thập phần gian nan. Về phần lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cô đọng thần lực, lại đột phá thần giai, đối với tước đoạt thần lực chi tinh kim giáp mà nói cũng là một việc cực kỳ khó khăn, hoặc có lẽ là cơ hội cơ hồ là không. Mai thần lực chi tinh này là chiến thần đỉnh phong, người mau chóng đột phá. Tiêu Phàm vung ra một mai bạch sắc thần lực chi tinh, rất hiển nhiên là thần lực chi tinh tộc lão hồn tộc, thần lực chi tinh dạng này trên người hắn có 9 cái. Nhìn thấy kim giáp lựa chọn luyện hóa thần lực chi tinh. Hắn dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không thể làm gì, nhất định phải thấy hiện thực rõ ràng. Hắn thậm chí đang nghĩ trở về có phải nên hỏi một chút thị huyết thiên nghĩ bọn chúng hay không, bọn chúng cũng bị tước đoạt thần lực chi tinh, mà thần lực chi tinh trong tay hắn giữ lại cũng là lãng phí. Huống chi, luyện hóa thần lực chi tinh cũng cần thời gian, không có khả năng một cái liền xong, mà trước mắt Tu La Điện dù là một chiến thần cảnh đều không có. Đa tạ chủ nhân. Kim giáp nhất định mau chóng đột phá, sẽ không cô phụ chủ nhân. Kim giáp tiếp nhận thần lực chi tinh, vui vẻ ra mặt nói. Tâm thần Tiêu Phàm rời khỏi tiểu thiên địa, mặc dù trò chuyện không ít, nhưng mấy người đều là tâm thần giao lưu, vẻn vẹn đi qua mấy hơi thở mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đờ ra, Diệp Trường Sinh không có quấy rầy, mấy tức về sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, chuẩn bị hướng về thần đạo nghiệp hỏa trận đi đến. Giống. Tiêu đại ca, điện chủ, tiểu kim gầm nhẹ, sở phiền, thạch thánh cùng Diệp Trường Sinh lập tức kêu to lên, vội vàng ngăn lại đường đi Tiêu Phàm, thần đạo nghiệp hỏa đại trận đã khủng bố như thế, Tiêu Phàm nếu đi vào chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Điện chủ, để ta đi, người nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Diệp Trường Sinh khẩn cầu, hắn hiện tại biết rõ tầm quan trọng Tiêu Phàm, sao có thể để Tiêu Phàm mạo hiểm. Đừng quên, ta có không gian bí cảnh. Ngăn cản không được nghiệp hỏa, ta trốn vào không gian bí cảnh là được. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí thập phần chắc chắn. Nhìn thấy mấy người căn bản không có ý tứ nhượng bộ, Tiêu Phàm nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn hướng một bên thối lui, Tiêu Phàm lập tức giãn lông mày nói, yên tâm, tạm thời còn không có ai vây được ta, các ngươi cẩn thận đề phòng bốn phía. Cái này cũng không phải Tiêu Phàm nói mạnh miệng, hắn mặc dù không cách nào mượn nhờ thiên cơ đồ đem Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn đưa ra, nhưng hắn mượn nhờ thiên cơ đồ đào tẩu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, không chừng còn có hồn thiên tinh hỏa toa. Đương nhiên, hắn ỷ vào lớn nhất vẫn là Trọc Thiên Hồng nói cho hắn biết hẳn là sẽ không có việc gì, Trọc Thiên Hồng cùng hắn là ký kết hiệp nghị chủ tớ, hắn mà chết, Trọc Thiên Hồng cũng không sống được, nhất định sẽ không lừa hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn hít sâu một cái, lúc này mới phóng ra bộ pháp, tim bọn tiểu kim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn.
Ba thân thể Tiêu Phàm chung quy là bước vào bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận, chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm từ thể nội Tiêu Phàm đốt cháy lên. Nếu như nói trước đó hỏa diễm quanh thân những người kia chỉ là hồng sắc bình thường mà nói, Tiêu Phàm đã đỏ đến yêu diễm, đỏ đến phát tím, cả người trong nháy mắt biến thành một cái huyết sắc hỏa nhân. Tiêu đại ca, Sở Phiền bọn hắn kêu to, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản nghe không được, mấy người thiếu chút nữa thì xông vào. Đừng động, các ngươi nhìn, điện chủ cùng những người kia có vẻ như khác biệt, hắn đang từng bước một hướng về bên trong đi đến. Diệp Trường Sinh giữ chặt đám người, trong mắt của hắn lấp lóe vẻ ngạc nhiên. Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền thấy thế, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là nhịn xuống không có xông vào. Giờ phút này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, về phần cái gọi là thống khổ một chút đều không có, mặt khác còn có vô số thanh âm vang lên bên tai hắn, cùng từng đạo quỷ ảnh nhào về phía hắn. Người ma quỷ giết người, nạp mạng đi, ta muốn cùng ma đầu ngươi liều mạng, ta chỉ là động sát ý mà thôi với ngươi, còn không có giết ngươi, ngươi liền giết ta. Lòng độc ác, ta và ngươi nhất định phải chôn cùng, đem ngươi kéo vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ ảnh nhào về phía Tiêu Phàm phát ra từng đạo âm thanh kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều quỷ ảnh càng quấn quanh lấy thân thể Tiêu Phàm, giữ chặt hai chân hắn, tựa như muốn đem hắn đẻ chết. Nếu là những người khác đoán chừng đã sớm bất động bước chân, nhưng lưng Tiêu Phàm vẫn cứng chắc như tùng, không có bất kỳ e ngại gì, tựa như những quỷ kia ảnh đều không tồn tại. Ngay sau đó, vô số quỷ ảnh đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, bắt đầu điên cuồng trên người Tiêu Phàm gặm cắn. Một tảng lớn huyết nhục bị bọn hắn xé rách xuống, máu tươi vẩy ra, hình ảnh thập phần huyết tinh. Quỷ ảnh kéo xuống từng khối huyết nhục liền nuốt vào trong bụng, lộ ra từng khuôn mặt đáng sợ tiếp tục cắn xé Tiêu Phàm. Loại này đau điếng người không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bởi vì Tiêu Phàm giết người, nghiệp lực trên người hắn đoán chừng cũng là gấp 10 lần người bình thường, thậm chí mấy chục lần. Đồng dạng, hắn tiếp nhận thống khổ cũng hẳn là gấp 10 lần người khác. Thậm chí mấy chục lần, nhưng Tiêu Phàm quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Nghiệp hỏa thật đúng là đáng sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một tia đạm mạc. Ngoài trận, Tiểu Kim bọn hắn đang lo lắng cho Tiêu Phàm đột nhiên nhìn thấy ý cười trên mặt Tiêu Phàm, mấy người hơi hơi kinh ngạc. Người khác bị huyết sắc nghiệp hỏa đốt đều kêu thảm không thôi, loại đau khổ này đều không phải người có thể tiếp nhận. Mà Tiêu Phàm ngược lại lại còn cười được, chẳng lẽ nghiệp hỏa với hắn mà nói chẳng những không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại là một loại hưởng thụ. Biến thái, cầm thú, Thạch Thánh cùng Sở Phiền nghiến răng nghiến lợi từ giữa hàm răng phun ra mấy chữ, lo lắng trong lòng đối với Tiêu Phàm diệt hết. Trong trận, Tiêu Phàm nhìn vô số quỷ ảnh quanh thân, cùng huyết sắc hỏa diễm lại lộ ra một sợi ý cười, bất quá ý cười lại lộ ra một cỗ băng lãnh. Chỉ là Tiểu Kim bọn hắn ngoài trận cảm thụ không được mà thôi. Đủ chưa? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ cái gì e ngại quỷ ảnh cùng nghiệp hỏa, nói Tiêu Phàm ta tự hỏi không giết nhầm một người nào, các ngươi khi còn sống ta đều dám giết, sau khi chết ta còn sợ gì? Tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm quét sạch ra, Tu La Thiên Địa chi uy hóa thành từng đạo huyết sắc lôi điện răng đầy hư không, những hắc sắc quỷ ảnh đó đều bạo tán ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, quanh người hắn liền chỉ còn lại những huyết hắc sắc nghiệp hỏa, nhìn những nghiệp hỏa đó, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia ngoài ý muốn, nghiệp hỏa lại còn không biến mất. Chớp mắt, Tiêu Phàm liền minh bạch, nghiệp lực thể nội bản thân vẫn tồn tại, nghiệp hỏa liền sẽ không đình chỉ thiêu đốt, Tiêu Phàm trước kia không tin mệnh cách, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Nghiệp lực chẳng lẽ thực sự là nhân quả sao? Vậy mà kỳ dị như thế, hắn dùng tay bắt những nghiệp hỏa đó. Nhưng căn bản không đỡ âm tới, những nghiệp hỏa này tựa như hoàn toàn không tồn tại. Chẳng lẽ đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi? Nghiệp lực thiêu đốt sinh ra một loại hiện tượng đặc thù. Ở trong mắt Tiêu Phàm, bất luận cái gì khó mà giải thích đều có đạo lý nhất định, tồn tại, khẳng định có căn cứ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đã chậm rãi đi đến giữa trận pháp, cách Diệp Thiên Tuyết cùng bọn thị huyết cũng chỉ có 10 trượng mà thôi. À, làm sao theo nghiệp hỏa thiêu đốt? Tại sao ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều? Tiêu Phàm đột nhiên phát sinh một việc quái dị. Nghiệp hỏa đốt cháy không phải đều là vô cùng thống khổ à, bằng không trên mặt đất cũng không có khả năng có nhiều thây khô như vậy,
những người này rõ ràng là bị nghiệp hỏa đốt sạch tinh khí thần, lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa, thần sắc Diệp Thiên Tuyết cũng đang lộ vẻ thống khổ do nghiệp hỏa đốt cháy. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm đã không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cứu người, người bị khốn trụ có chừng 300-400, mà kiên trì đến bây giờ còn sống sót cũng chỉ không đến 50-60. Những người này bên trong có chỉ là chiến hoàng cảnh, chiến đế cảnh, chiến thánh cảnh chỉ có chút ít 1-2, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là tâm trí cứng cỏi, bằng không không có khả năng chịu được nghiệp hỏa đốt cháy lâu như vậy. Đi đến bên người những người kia, Tiêu Phàm chuẩn bị đem những người này đưa vào bên trong thiên địa, sau đó Tiêu Phàm lại phát hiện, hắn triệu hoán không ra tiểu thiên địa. Không gian bị phong tỏa, Tiêu Phàm kinh ngạc, khó trách Diệp Thiên Tuyết bọn hắn không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, đoán chừng ngay từ đầu liền bị phong tỏa không gian bốn phía, làm bọn hắn không thể chạy trốn. Bằng không lấy thực lực thị huyết, muốn xé nát không gian thoát đi là sự tình rất dễ dàng. Tiêu Phàm phát hiện bản thân lại gặp một nan đề, thần đạo nghiệp hỏa trận không biết có thể kiên trì bao lâu, cứ như thế, Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết thiên nghĩ bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Nhất là thị huyết thiên nghĩ, nó thực lực tuy mạnh nhưng giết người vô số, nghiệp hỏa trên người chỉ nhạt hơn Tiêu Phàm mấy phần, có thể kiên trì đến hiện tại đã thập phần không dễ dàng. Nhất định phải lập tức mang bọn hắn rời đi, cảm nhận được hô hấp mấy người càng ngày càng yếu, trong lòng Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nghiệp hỏa đốt cháy, khảo nghiệm là nội tâm một người cùng năng lực tiếp nhận thống khổ, người bình thường kiên trì không được lâu như vậy. Trước đó nghe được Diêm La Phủ sát thủ nói, bọn hắn đã kiên trì một ngày, Tiêu Phàm không thể tin được Diệp Thiên Tuyết bọn họ là kiên trì như thế nào. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, hắn nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Phá vỡ thần đạo nghiệp hỏa trận, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù miễn cưỡng có thể phá giải, nhưng hắn cần thời gian, đối với Diệp Thiên Tuyết bọn hắn mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Về phần cõng ra ngoài đó là cùng không cần nghĩ, nơi này còn có trận pháp vây nhốt hư không, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Nơi xa, mấy sát thủ bị nghiệp hỏa đốt cháy đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Trong đó một sát thủ chiến thánh cảnh sơ kỳ càng kinh hãi nói, vô cấu chi thể. Ngươi lại là vô cấu chi thể. Tử tiền bối nói, chỉ có vô cấu chi thể, linh hồn mới không bị nghiệp hỏa đốt cháy. Vô cấu chi thể, Tiêu Phàm cau mày một cái, Chọc Thiên Hồng không phải nói chỉ có thiên hữu chi nhân mới không sợ nghiệp hỏa sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu Tiêu Phàm lóe qua một chút tin tức, lập tức lộ ra vẻ hiểu, nguyên lai chỉ có vô cấu chi thể mới có thể trở thành thiên hữu chi nhân, nói cách khác, thiên hữu chi nhân nhất định là vô cấu chi thể. Chọc Thiên Hồng không có nói dối, chiến thánh cảnh sát thủ cũng không có nói sai, bất quá trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực, bản thân lúc nào biến thành vô cấu chi thể. Tu La thần thể là vô cấu chi thể sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hiển nhiên không phải. Người tu luyện Tu La thần thể, ai không giết người? Tiêu Phàm không dám nói người khác có hay không, nhưng hắn hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có giết người mới sinh ra nghiệp lực. Chỉ cần là tu sĩ chính là nghịch thiên nhi hành, liền sẽ sinh ra nghiệp lực. Nghiệp lực là ẩn chứa bên trong mệnh cách, có phải bởi vì mệnh cách ta đủ cường đại hay không? Trong nháy Tiêu Phàm mắt nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Tô Họa biết rõ ý nghĩ Tiêu Phàm, đoán chừng lại sẽ không cho rằng như thế. Có thể đem nghiệp hỏa bọn hắn đều dẫn tới trên người ta hay không? Ý tưởng Tiêu Phàm mãnh liệt đột phát đến, hắn không sợ nghiệp hỏa. Nếu như có thể đem nghiệp hỏa trên người Diệp Thiên Tuyết bọn hắn dẫn tới trên người bản thân, chẳng phải là có thể cứu bọn họ rồi sao? Chỉ là làm sao để dẫn nghiệp hỏa của bọn họ lên trên người mình đây? Chọc Thiên Hồng, làm sao đem nghiệp hỏa người khác dẫn tới trên người ta? Còn nữa, người có phải biết ta là vô cấu chi thể gì gì hay không? Nghiệp hỏa đối với ta vô hiệu. Tiêu Phàm đành phải hướng Chọc Thiên Hồng thỉnh giáo. Kim giáp bên trong tiểu thiên địa nghe vậy trực tiếp mắt trợn tròn, nghiệp hỏa thực đối với Tiêu Phàm vô dụng. Ngược lại Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ cổ quái, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, cười ha ha, ho khan nói, chủ nhân biết rồi. Kỳ thật, chủ nhân chỉ cần tiếp xúc những người kia là được. Chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ, người trước đó không phải nói thiên hữu chi nhân sẽ không bị nghiệp hỏa đốt sao. Làm sao bây giờ còn đốt ta?
chỉ là nghiệp hỏa đối với ta vô dụng mà thôi. Là như vậy sao, vậy đoán chừng ta nhớ lầm. Chọc Thiên Hồng cười ha hả, dù sao chết cũng không thừa nhận. Tiêu Phàm biết Chọc Thiên Hồng không nói lời nói thật, bất quá muốn từ trong miệng hắn móc ra nói cái gì cũng không có khả năng, dù sao hắn không tin mình là vô cấu chi thể. Tâm thần hắn rời khỏi tiểu thiên địa, sau đó đưa tay vung lên, những người kia trong nháy mắt tụ tập tại cùng một chỗ, dựa vào lực lượng bản thân áp chế bọn hắn, bảo bọn hắn tay cầm tay. Nhiều người như vậy, Tiêu Phàm không thể đi hấp thụ nghiệp hỏa thể nội từng người bọn hắn, liền tại cùng một chỗ là phương pháp nhanh nhất. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đi đến bên người thị huyết, đưa tay hướng về trên đầu thị huyết nhấn tới, khi tay hắn chạm tới đầu thị huyết, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Hô, lúc tay Tiêu Phàm đỡ âng vào thị huyết, nghiệp hỏa trên người thị huyết cùng Diệp Thiên Tuyết đám người trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Một màn này làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, thiếu chút nữa thì thu hồi bàn tay. Cái gì cẩu thí vô cấu chi thể, nếu quả thật không có tạp chất, nghiệp hỏa còn đốt ta sao? Trong lòng Tiêu Phàm nổi giận mắng, hận không thể đem Chọc Thiên Hồng tát cho mấy cái. Bất quá hồi tưởng lại, Chọc Thiên Hồng cũng không nói mình là vô cấu chi thể, là bản thân tự thừa nhận mà thôi. Chỉ một thoáng, trước mắt Tiêu Phàm lại xuất hiện vô số hình ảnh. Rất hiển nhiên là hình ảnh trong đầu thị huyết thiên nghĩ bọn họ. Linh hồn chi lực Tiêu Phàm cường đại biết bao, điểm ấy lực lượng trùng kích còn không làm gì được hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới những nghiệp hỏa này vậy mà không muốn sống hướng trên người hắn vào tới. Tựa như những nghiệp hỏa đó vốn liền thuộc về hắn, cái này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Mình có thể ngăn cản nghiệp hỏa cũng liền thôi, lại còn có thể hấp dẫn nghiệp hỏa, nếu như những nghiệp hỏa này có thể làm hắn bị thương. Hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này, huyết sắc hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, thậm chí nhìn qua trở nên có chút biến thành màu đen. Nhìn thấy những hắc sắc hỏa diễm này, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Huyết hắc sắc hỏa diễm làm sao cùng tu la thần nhãn đồng thuật tu la luyện ngục hỏa diễm giống nhau như đúc. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Ngay từ đầu hắn không nghĩ tới việc này. Thậm chí cả hai đều căn bản không có liên tưởng đến cùng một chỗ, nhưng hiện tại phát hiện, trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ bản thân tại sao không sợ nghiệp hỏa, hắn có thể điều khiển nghiệp hỏa thì làm sao có thể sợ nghiệp hỏa. Tu la thần nhãn tu luyện lại chính là nghiệp hỏa, dùng nghiệp hỏa đốt cháy thần hồn người khác, kỳ thật đốt luyện là nghiệp hỏa, bởi vì nghiệp hỏa ẩn chứa bên trong mệnh cách, mà mệnh cách lại ngưng tụ bên trong linh hồn. Tiêu Phàm có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Minh bạch tất cả trong đó, trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện lên một ý cười, ngay sau đó trong con ngươi Tiêu Phàm lóe qua một vòng huyết hồng, một đoàn tím hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên phun ra. Chỉ một thoáng, tất cả huyết hắc sắc hỏa diễm bốn phía đều bị tu la thần nhãn thôn phệ không còn một mảnh. Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện đoàn hỏa diễm đen kịt tựa như mạnh lên không ít. Chẳng lẽ lực lượng tu la thần nhãn có thể thôn phệ nghiệp hỏa người khác không ngừng mạnh lên? Hồi tưởng lại từng màn tu la thần nhãn thi triển trước đó, Tiêu Phàm có thể khẳng định một chút chính là uy lực tu la luyện ngục, xác thực có thể thông qua hấp thu nghiệp hỏa người khác mạnh lên. Không, nói cho đúng, hẳn là có thể hấp thu nghiệp lực người khác mạnh lên, bởi vì bên trong quá trình nghiệp hỏa đốt cháy, thôn phệ chính là nghiệp lực người khác. Mấy sát thủ nhìn thấy Tiêu Phàm lại có thể thôn phệ nghiệp hỏa, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mấy người xoay người chạy, đáng tiếc, bọn hắn tu vi bị phế, muốn chạy ra nơi này lại làm sao có thể chứ. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, thân thể mấy người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ tràn ngập tại không khí. Đã qua một ngày rồi, người còn chưa có chết hết sao? Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa đi ra, ngữ khí không phải rất tốt. Đám Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài thần đạo nghiệp hỏa trận. Đó là một lão giả tay cụt bọc lấy áo bào đen, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt kia, khí tức trên người hắn rất cường đại, lại là tu vi chiến thánh cảnh hậu kỳ, cách chiến thánh đỉnh phong cũng không xa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cùng người áo đen kia mặt đối mặt, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hiển nhiên nhận ra đối phương. Không chỉ Tiêu Phàm nhận ra người áo đen, người áo đen cũng nhận ra Tiêu Phàm, hắn đầu tiên hơi hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên tùy tiện cười ha hả, Tiêu Phàm.
vậy mà là ngươi, ha ha, lần này vậy mà bắt được một con cá lớn. Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn diệt sát thủ Diệp Trường Sinh, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà cũng rơi ở trong đó. Phải biết, Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, không phải một con cá lớn thì là cái gì chứ? Diêm La Phủ hiện tại chính là đối địch với Tu La Điện, lúc đầu chỉ muốn chiếm cứ Bắc Vực, đem Tu La Điện đuổi ra ngoài, nếu như có thể thuận tiện diệt Tu La Điện chẳng phải là không chiến mà vẫn mất. Cá lớn, khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, ta ta cười nói, ai là một con cá lớn còn chưa biết được. Người trẻ tuổi, ta biết người rất ngông cuồng, thân làm Tu La Điện chủ quả thật có vốn liếng, nhưng đây chính là thần đạo nghiệp hỏa, đừng nói ngươi chỉ là chiến thánh cảnh. Dù là chiến thần cảnh ngươi cũng không sống được. Người áo đen cười lạnh nói. Muốn từ thần đạo nghiệp hỏa sống sót, không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, xung quanh thần đạo nghiệp hỏa trận còn đại trận phong cấm hư không, chư tử vô danh, nơi này cũng chỉ có ta có thể tự động ra vào, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi sao? Người áo đen cười lạnh nói. Ngươi có thể tự động ra vào. Người áo đen nói nhiều như vậy, Tiêu Phàm chỉ nghe được câu này. Ý cười trên mặt càng tăng lên. Hắn vừa dự định phá vỡ khóa không trận pháp lại nói, không nghĩ tới người áo đen đột nhiên đến, đây chính là cơ hội rất tốt cho hắn. Huyết vô thường, ta nói ngươi sẽ cứu ta, ngươi tin không? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Người áo đen không phải ai khác, chính là Diêm La Phủ đệ tam phán quan Huyết vô thường, lúc trước Tiêu Phàm tham gia sát phương thí luyện, chính là Huyết vô thường tìm hắn để gây sự. Về sau bị túy ông chặt đứt một tay. Về sau nữa, Tu La bí cảnh xuất thế, Huyết vô thường cùng phán quan quỷ chủ đều chạy tới, không nghĩ tới lại bị chiến thần điện tính toán, tất cả phán quan quỷ chủ, trừ Huyết vô thường, những người khác toàn bộ đều bị diệt sát. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới lão đồ vật này chẳng những không chết, lại còn tiếp tục đột phá. Người si nói mộng, Huyết vô thường lạnh lùng cười một tiếng, hắn đối với Tiêu Phàm hận thấu xương. Làm sao có thể cứu Tiêu Phàm, giết Tiêu Phàm còn nghe được. Ngươi sẽ làm. Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói ra. Còn muốn ta cứu ngươi, ngươi ngay tại nơi này chờ chết. Huyết vô thường ngữ khí băng lãnh. Bất quá lời còn chưa dứt hắn liền thấy lạnh cả người, loại phản ứng bản năng đối với tử vong làm Huyết vô thường bỗng nhiên hướng về phía sau nhìn lại. Lúc này, một vệt sáng cực tốc bay tới, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Huyết vô thường còn không phản ứng kịp liền bị đạo lưu quang đập trúng, hướng về bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận. Mấy khỏa huyết nha bị bắn bay, xen lẫn số lớn máu tươi, nửa bên hàm dưới Huyết vô thường hoàn toàn bị đập lệch ra. Oanh một tiếng, Huyết vô thường đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên vô số toái thạch, hư không bụi bặm tràn ngập. Tên khốn kiếp nào đánh lén bản tọa? Huyết vô thường phẫn nộ từ trong phế tích đứng lên, gào thét. Sau đó nhanh chóng hướng về bên ngoài thần đạo nghiệp hỏa trận phóng đi. Thể nội hắn đã bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, thống khổ khủng bố dị thường truyền khắp toàn thân, hắn một hơi đều không dám ở chỗ này. Nếu đã đến, làm sao không hưởng thụ một chút lại đi. Huyết vô thường vừa định động, đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngăn lại đường hắn đi. Ngươi làm sao không có việc gì? Huyết vô thường đột nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm căn bản không có bị nghiệp hỏa đốt cháy, hơn nữa hắn đã quên là ai đá bản thân tiến vào. Ta vẫn một mực không có việc gì. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói. Gia hỏa này phản ứng thật đúng là chậm, nếu bản thân có việc lại làm sao có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ đâu. Không có khả năng, ai cũng nắm giữ nghiệp lực, người không có khả năng không có việc gì. Huyết vô thường mãnh liệt lắc đầu. Thống khổ bị nghiệp hỏa đốt cháy, hắn hiện tại cũng có chút tiếp nhận không được. Lúc này, dư quang hắn lại rơi vào trên người Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn, phát hiện trên người mấy người vậy mà căn bản không có nghiệp hỏa đốt cháy. Coi như các ngươi không bị nghiệp hỏa đốt cháy chết, cũng không thể rời bỏ nơi đây. Huyết vô thường đột nhiên thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, quay người liền chuẩn bị chạy. Ta để ngươi đi sao? Cá lớn, thanh âm đạm mạc vang lên. Khí thế bàng bạc trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt nghiền ép xuất hiện. Phù phù một tiếng, Huyết vô thường bỗng nhiên ngã xuống đất, cả người ghé vào mặt đất không thể động đậy. Lời nói Tiêu Phàm vang vọng thật lâu ở trong đầu Huyết vô thường, hắn xem Tiêu Phàm là một con cá lớn, nhưng trong mắt Tiêu Phàm, bản thân hắn làm sao không phải cũng là một con cá lớn.
ngươi làm sao mạnh như vậy? Huyết Vô Thường trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Hả? Tiêu Phàm không còn gì để nói nhìn Huyết Vô Thường, chẳng lẽ lão đồ vật đầu bị đờ âng ở đâu sao, lại trở nên đần như vậy? Vừa rồi có thể đem hắn đá bay, thực lực kia cũng không phải hắn có thể địch đi, hắn tự cho là đột phá chiến thánh hậu kỳ, liền vô địch thiên hạ. Tiêu Phàm thực nghĩ không ra Huyết Vô Thường là như thế nào có thể từ trong tay chiến thần điện sống sót. Theo Tiêu Phàm, hắn đã coi như là lợi hại, coi như không lợi hại cũng là người thông minh. Nhưng hiện tại, Huyết Vô Thường quá tự đại, hồi lâu Tiêu Phàm mới nói một câu, Vô Thường phán quan, ngươi quá tự tin rồi. Ngươi, Huyết Vô Thường kém chút phun ra một ngụm lão huyết, lần này xác thực là hắn quá không cẩn thận. Tiêu lão đại, lão đồ vật này không phải là người bị bệnh thần kinh chứ? Bên ngoài trận pháp truyền đến một tiếng hét lớn, lại nhìn thấy Thạch Thánh bọn hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn Huyết Vô Thường. Tiêu Phàm thập phần tán đồng gật đầu. Sau đó nghiền ngẫm nhìn Huyết Vô Thường nói, ta nói, ngươi sẽ nói cho ta biết cách rời đi như thế nào, không phải sao? Ta, trên mặt Huyết Vô Thường lộ ra vẻ sợ hãi, hắn trước kia chỉ nghe nói Tiêu Phàm cường đại như thế nào, hắn một mực không tin, nhưng lần này chân thực nhìn thấy, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại hắn thập phần dầu dỉ, trong lòng càng cực kỳ hối hận, sớm biết rõ bản thân liền không đến. Đáp ứng để Tiêu Phàm đi. Nếu để cho cấp trên biết đám Diệp Thiên Tuyết còn sống, trở về nhất định là chết. Thế nhưng không đáp ứng Tiêu Phàm đi, hiện tại khả năng sẽ chết, nghĩ vậy, Huyết Vô Thường do dự mới mở miệng nói, ta đáp ứng. Không cần thiết. Lời nói chưa dứt liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, ngay sau đó hai đạo ánh mắt xạ tốc trong hai mắt Huyết Vô Thường. Sau một lát, trong mắt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra ý cười, từ trong trí nhớ Huyết Vô Thường Tiêu Phàm biết được phương pháp rời trận pháp. Chủng ma chi thuật, ngươi đừng giết ta, Huyết Vô Thường kinh khủng kêu lên, hai chân đã bắt đầu run lên. Khống chế tư tưởng Huyết Vô Thường, Tiêu Phàm biết rõ hắn là một người cực kỳ sợ chết, hơn nữa lá gan rất nhỏ, nhưng cũng không nghĩ đến hắn tự nhiên sợ chết như thế, vô luận như thế nào cũng không giống một cường giả chiến thánh cảnh. Xem như một sát thủ, đây chính là đem đầu thắt ở trên quần mà sống, sợ chết cũng không đáng xấu hổ, ai cũng sợ chết. Nhưng nếu như ngay cả giác ngộ tử vong đều không có, còn làm sát thủ làm gì? Vô Thường phán quan, Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sau đó hai tay đánh ra một cái thủ ấn cuốn lên Diệp Thiên Tuyết, bọn thị huyết, cùng thi thể trên mặt đất, liền biến mất ở bên trong trận pháp. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, sợ hãi trên mặt Huyết Vô Thường biến mất, trên mặt hiện lên một ý cười. Nhưng mà sau một khắc, Vô Thường phán quan liền đột nhiên bưng bít lấy trung tâm trái tim, hai mắt co rụt lại, sau đó con người bắt đầu khuếch tán liền ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc không có bất kỳ sự sống. Toàn bộ quá trình cũng liền thời gian ba cái hô hấp, cũng không có quá nhiều thống khổ, Tiêu Phàm không tra tấn hắn đã coi như là may mắn. Sau một lát, Tiêu Phàm mang theo đám người xuất hiện ở bên trong một sơn cốc hơn nghìn dặm bên ngoài. Tiêu Phàm tự mình luyện chế một lò cửu phẩm hồi nguyên phàm để bọn hắn khôi phục thực lực, những người này có thể sống sót, nói rõ ý chí bọn hắn vô cùng cường đại. Bọn hắn nếu trưởng thành, tuyệt đối là tinh anh tu la điện, Tiêu Phàm không nỡ để bọn hắn chết. Hơn nữa Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, chờ hắn có năng lực bố trí thần đạo nghiệp hỏa trận lại cho đệ nhất lâu thêm một cửa ải, hơn nữa, đốt cháy nghiệp lực trên người bọn hắn, đối với sát thủ mà nói là có ích lợi rất lớn. Sau một ngày, Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh xử lý mấy trăm cỗ thi thể, những người này vì tu la điện mà chết, Tiêu Phàm chỉ có thể để Diệp Trường Sinh hậu đãi người nhà bọn hắn. Tiếp theo Tiêu Phàm bọn hắn trong sơn cốc chờ đợi, lại qua một ngày, Diệp Trường Sinh bọn hắn dò thăm, người Diêm La Phủ đến qua một chuyến, phát hiện Huyết Vô Thường chết, lập tức giận tím mặt, khắp nơi tìm kiếm bọn hắn. Nơi này đã không an toàn, trước di chuyển. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Sau đó đem toàn bộ đám thị huyết đưa vào bên trong tiểu thiên địa. Tinh khí thần bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù có đan dược trị liệu nhưng không thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. 3.000 dặm bên ngoài có một tòa đế đô, chúng ta có thể đi đến nơi đó. Diệp Trường Sinh nói đến, chủ động đi phía trước mở đường. Tiêu đại ca, ngươi làm sao giết thằng ngốc kia, ta xem địa vị hắn tại Diêm La Phủ bất phàm, nếu để cho hắn dẫn đường.
đến điểm cuối cứ điểm Diêm La Phủ rất dễ dàng a. Trên đường, Sở Phiền nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm cười lắc đầu, chỉ đầu mình nói, nếu như chúng ta không giết hắn, Diêm La Phủ chẳng lẽ sẽ không phát hiện vấn đề sao? Hẳn là sẽ. Sở Phiền suy nghĩ một chút nói. Không phải có thể, là khẳng định. Tiêu Phàm thập phần chắc chắn, Huyết Vô Thường biết cứ điểm Diêm La Phủ bố trí là thật, nhưng coi như chúng ta bắt hắn, hai ngày cũng không động thủ, những người khác có thể hoài nghi hay không? Có phải điện chủ không muốn động thủ hay không? Diệp Trường Sinh hợp thời mở miệng nói. Đây cũng là một phương diện, ứng phó những cứ điểm kia quá chậm trễ thời gian, hơn nữa dễ dàng bại lộ vị trí chúng ta. Tiêu Phàm nói ra, đương nhiên chủ yếu nhất là Tử Vô Danh bố trí trận pháp biết rõ chúng ta tồn tại, cho nên giết hắn hay không không quan trọng. Nói đến đây, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn là bên trong trận pháp thi triển Tu La Thần Nhãn, không biết Tử Vô Danh có thể nhìn thấy hay không. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không thể một mực ngồi chờ. Sở Phiền hỏi. Chờ một tháng sau hãy nói, một tháng này chúng ta ở Bắc Vực đi dạo một chút. Tiêu Phàm không khỏi dựng thẳng ngón tay cái, tựa như lại nói ngươi khó được nhạy bén một lần. Đám người mê mang cùng nghi hoặc, hiện tại động thủ cùng sau một tháng có cái gì khác biệt sao? Chẳng lẽ sau một tháng ngươi liền có thể đột phá chiến thần? Giờ phút này, bên trong một tòa thành trì rộng lớn bên ngoài mấy vạn dặm có chút gian phủ đệ tráng lệ, trong phủ đệ có một cái hồ nhân tạo, trong hồ có một cái đình nghỉ mát, trong đình ngồi hai người. Đó là hai lão giả. Một áo bào đen, một áo bào tím, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra ông lão áo tím chính là Tử Vô Danh. Hắc bào lão giả đao lông mày nhập tấn, sắc bén đến cực điểm, ánh mắt nhấp nháy, thâm thúy như sao vũ, hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Dáng hắn khôi ngô, quanh thân không có bất kỳ hồn lực ba động, xa xa nhìn lại chỉ là một ông già bình thường mà thôi. Diêm La huynh, người ngươi muốn đã đến. Tử Vô Danh mở miệng nói, bưng lên một chén trà, khẽ nhấp một cái. Hắc bào lão giả lấy ra một chiếc hộp màu đen, nói, đây là trả thù lao tử huynh thực không cân nhắc ta một chút sao. Tử Vô Danh tiếp nhận chiếc hộp màu đen, khoát khoát tay, thập phần quyết đoán nói, Diêm La huynh, việc này không cần bàn lại, ngươi cũng biết ta tản mạn đã quen, không thích bất kỳ trói buộc nào, đương nhiên, bằng vào tình nghĩa ta cùng Diêm La huynh, có cái gì đều dễ nói. Không phải sao? Cái gì cầu thí tình nghĩa, nếu như cho ngươi đủ chỗ tốt, ngay cả cha ruột ngươi đoán chừng đều sẽ bán đứng, trong lòng hắc bào lão giả cực kỳ khinh thường. Tử Vô Danh là ai, hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ cần vài lời là không có khả năng nói ra. Có câu nói này của tử huynh ta liền yên tâm. Hắc bào lão giả ngoài mặt vẫn cười nhẹ nhàng, mặc dù hắn đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, nhưng vẫn không dám uy hiếp Tử Vô Danh. Tử Mỗ cáo từ trước. Tử Vô Danh đem hộp thu hồi lại, chắp tay một cái liền quay người rời đi, vừa đi ra mấy bước hắn lại nói, đúng, cho Diêm La huynh một cái tin tức, người ngươi muốn giết đã đi Thiên Nam Đế Đô. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở cửa ra vào một tòa đế đô, cửa ra vào điêu khắc mấy chữ lớn cứng cáp hữu lực, Thiên Nam Đế Đô. Điện chủ, chính là tòa thành thị này, bên trong có một cứ điểm Diêm La Phủ, chúng ta vào hay không? Diệp Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói. Diêm La Phủ kém chút giết Diệp Thiên Tuyết, hắn đối với Diêm La Phủ là hận thấu xương, hận không thể lập tức đi hang ổ Diêm La Phủ, trực tiếp đem phủ chủ Diêm La Phủ làm thịt. Nếu gặp được, vậy liền diệt đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, hắn mặc dù không muốn cố ý đi tiểu thành thị tìm Diêm La Phủ gây phiền phức. Nhưng bây giờ gặp được làm sao có thể bỏ lỡ đây, đây cũng là cho người chết một cái công đạo. Nói xong, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào, vừa đi mấy bước, dư quang lại quét về phía một cái góc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chờ mấy người tiến vào Thiên Nam Đế Đô lại có mấy đạo thân ảnh long đong vất vả mệt mỏi chạy đến, lúc này, bên trong xó xỉnh tường thành, một tên ăn mày hướng về phía bọn hắn gật đầu. Lại còn dám trắng trợn tiến vào Thiên Nam Đế Đô, thật coi Diêm La Phủ ta là trưng bày sao. Trong đó một nam tử áo bào xanh khôi ngô lạnh lùng cười nói. Dạng này không phải càng tốt sao, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, giết bọn hắn liền dễ dàng hơn rất nhiều. Một nam tử cao gầy âm hiểm cười nói. Đi thôi, buổi tối hôm nay làm chút thuốc để bọn hắn thoải mái một cái.
Nam tử áo bào xanh gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về trong cửa thành đi đến. Cũng ngay khi mấy người biến mất, trong đống loạn thạch đột nhiên nhảy nhót ra một cái tiểu thạch đầu nhe răng cười một tiếng, sau đó hóa thành một đống bột mịn. Giờ phút này Tiêu Phàm bọn hắn đã ngồi trong một gian quán rượu, đột nhiên, khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu lão đại, ngươi lại âm hiểm cười cái gì? Thạch thánh cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói. Khẳng định không phải chuyện tốt. Sở Phiền bĩu môi, hắn đối với Tiêu Phàm dù sao cũng hơi biết, mỗi lần Tiêu Phàm cười tà, khẳng định có người phải xui xẻo. Diệp Trường Sinh lại cau mày một cái, thử hỏi, điện chủ, chẳng lẽ? Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cười cười nói, mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút, một tháng hảo hảo buông lỏng một chút, không có việc gì thì giết người, sau một tháng, mang các ngươi đi làm một trận lớn. Không có việc gì thì giết người. Khóe miệng mấy người giật một cái, giết người vốn là một việc rất khó chịu, đến trong miệng Tiêu Phàm lại biến hài lòng như thế. Bất quá mấy người sớm đã nhìn lắm thành quen, đối với Tiêu Phàm mà nói đi giết mấy người bình thường thật đúng là cực kỳ thưa thớt, bởi vì người muốn giết bọn hắn quá nhiều. Ăn uống no đủ, mấy người ở lại một gian khách sạn, đêm đó có mấy đạo bóng đen lấp lóe xuất hiện ở bên ngoài phòng trọ Tiêu Phàm bọn hắn. Thạch Thánh cùng Sở Phiền hai tiểu gia hỏa nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, một cây gậy trúc nhỏ từ trong khe cửa đưa vào, Thạch Thánh cười âm hiểm một tiếng, dẫn đầu xông lên, trực tiếp một hơi hướng về phía cây gậy trúc nhỏ mạnh mẽ thổi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt kinh động không ít người, Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai người bỗng nhiên biến mất trong phòng, truy theo. Bất quá mấy tức về sau. Từng đạo bóng đen bị đờ âng trở về, chính là mấy người ở cửa thành truy tung Tiêu Phàm bọn hắn, cuối cùng rơi xuống đất là Tiểu Kim. Nam tử áo bào xanh giờ phút này sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân bốc lên hắc khí, thân thể cũng bắt đầu hư thối lên, con ngươi cừu hận lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Rất hiển nhiên, kẻ vừa phóng độc chính là hắn, bất quá lại bị Thạch Thánh một hơi đem khí độc thổi vào trong bụng hắn, còn chưa kịp ăn giải dược liền bị Tiểu Kim đánh trở về. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm một nhóm là như thế nào phát hiện bọn hắn, nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm không chỉ là Tu La Điện Chủ, còn là một hồn điêu sư, đoán chừng sẽ không tự tin như thế. Ta nhổ vào, ba chiến thánh cảnh trung kỳ, hai chiến thánh cảnh hậu kỳ liền muốn đến giết chúng ta, Diêm La Phủ cũng quá xem trọng người mình. Sở Phiền khá là phẫn hận nói. Thạch Thánh lại trực tiếp xì một ngụm đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Giết đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm từ trên giường truyền đến. Kỳ thật hắn cũng không phải đang ngủ, ban đêm, tám cỗ linh hồn phân thân, bốn cỗ lĩnh ngộ hồn văn, mà bốn cỗ khác thì là đang dung hợp chiến kỹ cùng công pháp bên trong Tu La truyền thừa. Đột phá chiến thần cảnh nhất định phải nắm giữ vô tận chiến quyết đệ thập trọng, cho đến bây giờ Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn hoàn thành không đến một phần mười mà thôi. Hơn nữa còn đang không ngừng cân nhắc cùng hoàn thiện, hắn muốn kết hợp tiền nhân tâm đắc, lĩnh ngộ ra đệ thập trọng vô tận chiến quyết hoàn mỹ nhất, đánh xuống nền móng vững chắc nhất. Giết, không hỏi bọn họ cái gì sao? Sở Phiền buồn bực nói, thật chẳng lẽ như Tiêu Phàm trước đó nói, không có việc gì thì giết người. Những sát thủ Diêm La Phủ cũng mắt trợn tròn, bọn hắn nguyên bổn đã chuẩn bị tự sát. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Tiêu Phàm có vẻ như cũng không có ý tứ bức cung bọn hắn, bất quá chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới cảm giác toàn thân rét run. Phốc phốc, không đợi Sở Phiền lấy lại tinh thần, Tiểu Kim đột nhiên tại chỗ biến mất, móng vuốt vung lên, thân thể mấy người bỗng nhiên xé nát mà ra, hóa thành huyết vũ tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, Tiểu Kim phun ra một đạo hàn khí, những huyết vụ trong nháy mắt đông kết thành từng khỏa huyết sắc hàn băng óng ánh trong suốt, dị thường yêu diễm. Sở Phiền bọn hắn mắt trợn tròn, không nghĩ tới Tiểu Kim sát phạt quả đoán như thế, mấy sát thủ chết cũng không nghĩ tới bản thân chết dứt khoát như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên, đám người hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã sớm biết có người tới giết bọn hắn. Mấy ngày tiếp theo, mấy người đi dạo Thiên Nam Đế Đô, ăn uống no đủ, đem cứ điểm Diêm La Phủ xem xét. Tiêu Phàm đọc ký ức huyết vô thường, tự nhiên biết rõ Diêm La Phủ phân bố cứ điểm, mặc dù bọn hắn thường xuyên biến hóa vị trí, nhưng Tiêu Phàm vẫn rõ ràng.
Ngày thứ tư, Tiêu Phàm bọn hắn rời đi Thiên Nam Đế Đô, đi đến một cái thành thị khác, mấy người ngẫu nhiên lấy một chút thịt rừng, ngẫu nhiên truy đuổi hồn thú, thời gian trôi qua thực hài lòng. Bọn hắn căn bản không có một chút cảm giác khẩn trương, hoàn toàn không để ý tu sĩ Diêm La Phủ truy sát, qua mấy ngày đều sẽ có một nhóm người chết trong tay bọn hắn. Chính như Tiêu Phàm nói, bọn hắn không có việc gì liền giết người, bất quá chết người đều là người muốn giết bọn hắn. Bất quá, bọn hắn tại một nơi ngây ngốc không quá 3 ngày thì sẽ rời đi, thời gian này Tiêu Phàm nói rất chính xác, mỗi lần đều có thể tránh cường giả chân chính của Diêm La Phủ, về phần người bình thường, sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm bọn hắn. 1 tháng rất nhanh liền qua, Tiêu Phàm bọn hắn trằn trọc tầm 10 tòa thành trì, thuận tiện diệt 10 cứ điểm. Việc này truyền vào trong tai Diêm La Phủ cao tầng, tất cả mọi người đều tức giận vô cùng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm bọn hắn ít người, tu sĩ Diêm La Phủ căn bản là truy không kịp bọn hắn, phàm là tu sĩ chiến thánh cảnh phái ra ngoài, cho tới bây giờ không có một ai còn sống trở về. Điện chủ, hơn 1 tháng chúng ta chẳng lẽ còn đi dạo tiếp? Diệp Trường Sinh không biết Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì, đây quả thực là lãng phí thời gian. Hắn còn nhớ kỹ. Tiêu Phàm trước đó nói qua 1 tháng, hiện tại đã vượt qua mấy ngày. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt phóng tinh quang, sát khí bắt đầu tràn ngập. Gần trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền tựa như biến thành một người khác, trước đó vẫn là văn sĩ nho nhã, hiện tại chính là một tên sát thần, làm đám người cảm giác có chút mộng ảo. Chúng ta đi đâu? Sở Phiền một bộ cao hứng bừng bừng, Thạch Thánh cũng chiến ý tăng vọt. Mục tiêu Thần binh Thánh Thành. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra mấy chữ. Thần binh Thánh Thành, nghe được mấy chữ này, Diệp Trường Sinh trợn to hai mắt, sau đó lấy ra địa đồ nhìn một lần, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có nồng đậm kính nể. Diệp đại ca, ngươi làm sao? Sở Phiền nghi ngờ nói. Diệp Trường Sinh lại không có để ý tới Sở Phiền, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm một xá nói, điện chủ anh minh, thuộc hạ khâm phục. Anh vợ, cái này cũng không giống như cách ngươi làm người, ngươi cũng biết nịnh hót. Tiêu Phàm ngược lại là nói đùa với Diệp Trường Sinh. Sắc mặt Diệp Trường Sinh hơi đỏ lên, bất quá câu nói kia là hắn phát ra từ nội tâm, căn bản không có bất kỳ ý tứ lấy lòng. Đối với địa đồ hắn biết rõ, bọn hắn một đường quanh đi quẩn lại, có thời điểm hướng đông, có thời điểm hướng tây, có khi hướng bắc, nhưng bất chi bất giác bọn hắn cách thần binh Thánh Thành cũng chỉ có 1 ngày. Mà Diệp Trường Sinh ngay từ đầu căn bản không có phát hiện, thẳng đến hiện tại mới chú ý. Thần binh Thánh Thành là nơi nào, Diệp Trường Sinh rất rõ ràng, nơi này là vị trí thần binh các, cũng là vị trí Độc Cô gia tộc, thậm chí ngay cả bản bộ Diêm La Phủ cũng vô cùng có khả năng ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn như đang trốn tránh Diêm La Phủ truy sát, nhưng hắn vẫn bất chi bất giác tới gần bản bộ Diêm La Phủ, đoán chừng không chỉ hắn không phát hiện, ngay cả Diêm La Phủ đều không quá mức để ý. Hắn hiện tại mới minh bạch Tiêu Phàm nguyên lai đã sớm đánh chủ ý lên Diêm La Phủ bản bộ, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì Tiêu Phàm mới cố ý kéo dài 1 tháng. Đi chứ. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn nghiêng phía sau một cái, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, sau đó liền hướng lấy vị trí thần binh Thánh Thành bay đi. Diệp Trường Sinh, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng vội vàng đuổi theo, bọn hắn biết, một trận đại chiến sắp xảy ra. Cũng ngay khi Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh áo bào tím, người tới không phải ai khác, chính là Tử Vô Danh. Này cũng không chết, lại còn chậm rãi tới gần thần binh Thánh Thành, Diêm La Phủ đều là chó đớp cứt sao. Tử Vô Danh mắng thầm. Những ngày qua, hắn thỉnh thoảng tiết lộ tin tức Tiêu Phàm bọn hắn cho tu sĩ Diêm La Phủ, nhưng mà Tiêu Phàm chẳng những không chết, ngược lại giết không ít người Diêm La Phủ. Vô luận như thế nào ta cũng phải đoạt vạn linh đồ tới, đúng rồi, còn có thiên cơ đồ cũng có khả năng trên người hắn, đến thời điểm có thể dung nhập sáng tạo bên trong nhân quả đồ. Tử Vô Danh lạnh lùng để lại một câu nói liền cùng lên. Giờ phút này, vị trí phủ đệ bên trong đại sảnh ngồi đầy bóng người, cầm đầu chính là lão giả lúc đầu cùng Tử Vô Danh giao dịch. Hai bên người ngồi nhiều đến 20-30 người, không một ai dưới chiến thánh cảnh hậu kỳ. Thậm chí còn có 3 người phát ra khí thế siêu việt chiến thánh đỉnh phong. Lại tăng thêm ánh mắt tu sĩ nhìn về phía 3 người này tràn ngập cung kính, liền có thể suy đoán ra 3 người rất hiển nhiên là chiến thần cảnh. Tất cả mọi người đến đủ chưa?
Hồi lâu, lão giả ngồi ở thủ tọa mở miệng nói, con người sắc bén liếc nhìn lấy đại sảnh, phát hiện người đến đông đủ liền hướng về phía dưới một người trong đó gật đầu nói. Đó là một nam tử trung niên mặc bộ đồ hắc sắc bó sát người, đại khái chừng 50 tuổi, hắn đứng dậy, nói, hôm nay, tề tựu mọi người chỉ có một việc, chính là hủy diệt Độc Cô gia tộc. Hủy diệt Độc Cô gia tộc, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có ít người lộ ra vẻ lo lắng, cũng có dục dịch, thần sắc không giống nhau. Độc Cô gia tộc dù sao cũng là cổ tộc mấy ngàn năm, nói diệt liền diệt như vậy. Đương nhiên, có ít người là sát thủ chân chính, bọn hắn rất hy vọng làm một chút sự tình tương đối kích thích, cũng tỉ như hiện tại hủy diệt Độc Cô gia tộc. Nếu như diệt Độc Cô gia tộc, Diêm La Phủ về sau chẳng phải là có thể chiếm lấy một tòa thánh thành. Hắc bào nam tử làm một cái thủ thế, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe hắn tiếp tục nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ chúng ta lần này là, chỉ cần là Độc Cô gia tộc, chó gà không tha. Vâng, đám người tất cả đều không chút do dự gật đầu, giết người, bọn hắn cho tới bây giờ đều sẽ không kiêng kỵ gì, đồ gia diệt tộc đoán chừng đều đã làm qua. Chỉ là Độc Cô gia tộc so với những gia tộc khác mà nói, càng cường đại hơn nhiều mà thôi. Sau đó, hắc bào nam tử lại bàn giao cho đám người một chút tin tức, tu sĩ trong đại sảnh nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tam đại cường giả chiến thần cảnh. Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn Chủ, nhiệm vụ chúng ta lần này là phối hợp chiến đấu tốt hơn, đừng xảy ra chuyện rắc rối gì. Hắc bào nam tử chỉ chân trời nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai tu sĩ chiến thần cảnh khác. Hắc bào lão giả gật đầu, người này chính là Diêm La Phủ Phủ Chủ, Diêm La Thiên Tử, mà thanh bào lão giả đối diện chính là môn chủ La Sinh Môn. Lúc trước chính là hai người bọn hắn đánh lén và vây công Túy Ông, làm Túy Ông bị trọng thương, cuối cùng chết thảm. Mà hiện tại, bọn hắn lại gia nhập chiến thần điện, lại đột phá đến chiến thần cảnh. Bên trong chiến hồn đại lục cũng xem như là một trong những người cường đại nhất. Sứ giả đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp tốt, cam đoan từ nay về sau, phía trên chiến hồn đại lục không còn Độc Cô gia tộc. Diêm La Thiên Tử trịnh trọng nói. Bây giờ thần phục chiến thần điện, Diêm La Thiên Tử tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh chiến thần điện. Từ khi gia nhập chiến thần điện, hắn cũng mới phát hiện bản thân trước kia là buồn cười biết bao. Cho rằng nhất thống tam đại sát thủ tổ chức liền có thể chống lại chiến thần điện. Chiến thần điện cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, sở dĩ một mực không động thủ đối với bọn hắn, thứ nhất là chiến thần điện kiêng kỵ một chút tồn tại cường đại, không dám tự tiện hành động. Mà một phương diện khác là chiến thần điện không muốn bại lộ thực lực bản thân, cho nên cho tới bây giờ chưa từng xuất động qua cường giả chiến thần cảnh. Dù bọn hắn hiện tại đột phá đến chiến thần cảnh, bọn hắn cũng không có cách phản kháng chiến thần điện, trước mặt chiến thần điện bọn hắn đều không bằng sâu kiến. Như thế tốt lắm, mặt khác, ta cũng ở chỗ này phối hợp với các ngươi hành động, giờ tí tối nay bắt đầu động thủ. Hắc bào nam tử để lại một câu nói, liền biến mất tại chỗ. Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ nhìn nhau, hai người đều có thể cảm nhận được đắng chát trong mắt đối phương, trước kia là thời điểm chiến thánh cảnh có thể độc trưởng quyền hành. Hiện tại đột phá chiến thần cảnh, ngược lại bị người khác cản trở, liền dũng khí phản kháng đều không có, đây không thể nghi ngờ là châm chọc to lớn nhất đối với hai người. Lúc trạng vạng tối, trên đường phố thần binh thần thành xuất hiện mấy đạo thân ảnh lạ lẫm. Không hổ là thần binh thánh thành, vậy mà khắp nơi đều bán hồn binh. Sở Phiền không khỏi cảm khái nói, trên ngón tay hắn và Thạch Thánh đã mang đầy hồn giới. Tiêu Phàm đối với bọn hắn cũng thập phần im lặng. Hai tiểu gia hỏa làm ăn trộm một ngày, tật xấu này trong thời gian ngắn đoán chừng là đổi không được. Trước tìm nơi ăn cơm, sau đó mang các người đi làm một món lớn. Tiêu Phàm tà tà cười nói. Tiêu lão đại, ngươi nói thực, Thạch Thánh hoàn toàn là kẻ thích chiến đấu. Thật hơn cả vàng. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đi vào một quán rượu, mang theo mọi người ăn một bữa. Lúc bọn hắn rời khách sạn, giờ phút này đã là màn đêm. Sở Phiền ợ một cái, cười ha ha nói, Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ tạm dịch, mây đen trăng sáng đêm giết người. Ta tựa như ngửi được mùi máu tươi. Thạch Thánh nhún nhún cái mũi, nhếch miệng cười nói. Diệp Trường Sinh cũng quen thuộc hai tên biến thái Sở Phiền cùng Thạch Thánh, nhất là nửa tháng trước Sở Phiền đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, Diệp Trường Sinh một mặt phiền muộn,
bởi vì hắn liền hai cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Điện chủ, chúng ta cần chuẩn bị một phen hay không? Mặc dù Diệp Trường Sinh rất muốn diệt Diêm La Phủ, nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận cùng lý trí. Không cần chuẩn bị, trực tiếp giết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.